Một số loại trái cây đặc biệt tốt cho sức khỏe. Trái dừa. Dừa có nhiều nước, vị ngọt, cùi ăn giòn thơm, giàu chất dinh dưỡng. Nước dừa, cùi dừa, dầu dừa, vỏ dừa, rễ dừa đều là vị thuốc tốt dùng chữa bệnh. Chất dinh dưỡng trong nước dừa khá phong phú, bao gồm vitamin C, sắt, phốt pho, canxi, kali, magie, natri, các chất khoáng khác, lipid, protein, đường. Nước dừa là loại nước giải khát có giá trị. Cùi dừa trắng như ngọc, ăn giòn và thơm, hương vị như sữa. Dừa càng già, lượng lipid, protein càng nhiều. Các thứ trái khác khó sánh được. Theo đông y, nước dừa có vị ngọt, tính hơi nóng. Việc uống nước dừa thường xuyên có tác dụng khỏe tim, lợi tiểu, trừ run, ngừng tiêu chảy. Cùi dừa vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng ích khí, trừ phong, nhuận da. Dầu dừa dùng ngoài da có thể chữa lở ngứa, dị ứng mẩn ngứa do lạnh, viêm da do thần kinh, hắt lào. Gáo dừa tính bình, vị ngọt, không độc, có thể chữa đau tức ngực, đau gân cốt. Rễ cây dừa thường dùng chữa chảy máu cam, nôn mửa, bệnh tả, xuất huyết. Như vậy, cả cây dừa đều là những vị thuốc hay chữa bệnh. Dầu dừa, nước dừa còn dùng làm nước giải khát, bánh kẹo. Gáo dừa có thể dùng làm bát, làm gáo, làm muôi. Lá dừa có thể đan quạt, lợp nhà. Các bài thuốc chữa bệnh bằng dừa. Tâm tỳ hư. Cùi dừa 100g, cùi nhãn 50g, gạo nếp 150g, nấu cháo ăn. Viêm thận phù nề. Nước chứa, nước dừa, nước rễ cỏ tranh, nước rễ cỏ lau mỗi loại 30g, trộn đều uống. Nôn mửa. Nước dừa 2 chén nhỏ, rượu nho 1 chén nhỏ, thêm 10 giọt nước gừng, trộn đều uống. Tẩy giun đũa. Nước dừa, cùi dừa mỗi loại 50g, ô mai 15g, vỏ lựu, rễ lựu 10g, sắc uống. Đau gân cốt. Vỏ dừa, cùi vỏ quýt. Hương phụ, rễ đào mỗi thứ 20g, sắc uống. Nẻ da do lạnh. Dầu dừa vừa đủ, vỏ quả hồng 50g, đốt toàn tính, nghiền thành bột, trộn đều để bôi. Viêm da lở ngứa. Dầu dừa vừa đủ, hạnh nhân vừa đủ giã nát, trộn đều để bôi. Hắc lào, nấm tổ đĩa chân. Lá đào tươi giã nát vắt lấy nước, dầu dừa vừa đủ, trộn đều để bôi. Trái táo. Trong thực đơn của những người muốn giảm cân an toàn, chắc chắn bạn sẽ thấy sự hiện diện của trái táo. Không chỉ có thế, táo còn được coi là thứ trái cây rất có lợi cho sức khỏe, có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh như tiêu hóa, tiểu đường, tim mạch, ung thư. Tác dụng y học. Táo có tên khoa học là Malus domesticus, thuộc họ hoa hồng. Táo có nhiều công dụng đối với sức khỏe con người, cả về giá trị dinh dưỡng lẫn công dụng phòng, trị bệnh. Táo có thành phần dinh dưỡng rất phong phú, đặc biệt là các loại vi chất, sinh tố và axit hoa quả. Trong trái táo có khoảng 30mg ketone, 15% là các chất hydrocarbon và chất keo, các loại vitamin A, C, E. Ngoài ra, lượng kali và các chất chống oxy hóa cũng rất phong phú. Lượng canxi trong táo cũng cao hơn trong các loại trái cây khác, giúp trung hòa lượng muối dư thừa trong cơ thể. Chống nhiễm khuẩn. Nếu ăn một trái táo bằng cách nhai kỹ, nuốt chậm trong 15 phút, không chỉ có lợi cho tiêu hóa, mà còn có thể diệt được tới 99% các vi sinh vật có hại trong miệng, thực quản và dạ dày. Giúp ngăn ngừa ung thư. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Cornell đã tìm thấy hợp chất triterpenoid trong vỏ táo có chứa hoạt chất ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư trong đại tràng, gan và vú. Chiết xuất từ trái táo có thể giảm số lượng và kích thước của khối u vú ở chuột. Nhuận mật. Bạn có thể dùng táo ngâm rượu uống để giúp lưu thông mật, chống tạo sỏi. Làm sạch động mạch. Theo các nhà nghiên cứu, táo có chứa hoạt chất bảo vệ tim mạch giống trái nho. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột đồng cho thấy tiêu thụ nhiều hợp chất phenolic sẵn có trong táo và nho một thời gian dài sẽ giảm đáng kể sự tích tụ chất béo trên thành động mạch. Chống táo bón. Cũng giống như một số loại trái cây khác, mỗi ngày bạn nên ăn từ 1 đến 2 trái táo sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là táo bón.
giảm nguy cơ tiểu đường. Phụ nữ ăn tối thiểu một trái táo một ngày sẽ giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 so với những phụ nữ không ăn táo. Hỗ trợ giảm thiểu các vấn đề về hô hấp. Ăn ít nhất 5 trái táo mỗi tuần giúp phổi hoạt động tốt hơn nhờ chất chống oxy hóa quercetin có trong vỏ táo. Tăng cường hệ miễn dịch. Mỗi trái táo chứa khoảng 8mg vitamin C, cung cấp khoảng 14% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể, có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Tác dụng làm đẹp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit ursolic có trong vỏ táo có tác dụng làm giảm nguy cơ béo phì. Các nhà khoa học giải thích axit ursolic thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo, tăng việc hình thành cơ và giảm chất béo lâu năm trong cơ thể. Chất béo trong táo không đáng kể, hầu như không chứa protein nên cung cấp ít calo. Trung bình 100g chỉ có 60 calo. Đồng thời, hàm lượng axit malic ít, lại phân tán dễ dàng trong cơ thể nên là cách giảm béo hữu hiệu. Lượng lớn chất xơ có trong táo khiến bạn no lâu hơn mà không tiêu thụ nhiều calo. Một trái táo bình thường chỉ chứa khoảng 95 calo. Chất xơ phức tạp của táo khiến cơ thể phải mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với những chất khác như đường hay tinh bột. Bạn hãy ăn mỗi ngày 2 trái táo nếu muốn giảm béo và chất mỡ dư thừa của cơ thể. Trong lĩnh vực thẩm mỹ, người ta dùng rượu táo để hạn chế gàu trên tóc và làm chất thơm để khử mùi của cơ thể, nhất là ở những người có mồ hôi đầu. Táo còn được sử dụng để chế tạo một số sản phẩm mặt nạ hiệu quả. Một số sản phẩm làm đẹp từ trái táo. Dầu gội đầu. Nguyên liệu: 2 nhánh lá hương nhu, 1 chén giấm táo, 3 chén nước ấm. Cách làm: cắt nhỏ lá hương nhu rồi ngâm trong nước giấm táo. Sau đó đổ 3 chén nước ấm lên trên. Ngâm hỗn hợp này trong 1 tuần và bảo quản ở nơi khô mát. Bạn đã có loại dầu gội 100% thiên nhiên. Khi dùng để gội, bạn pha loãng hỗn hợp với nước theo tỷ lệ 1/3. Nên kết hợp gội đầu với các động tác massage giúp thư giãn sâu và kích thích tóc phát triển khỏe mạnh. Cũng giống như bia, giấm táo có tác dụng làm sạch và dưỡng tóc bóng đẹp. Mặt nạ dưỡng da. Nguyên liệu: 1/2 trái táo tươi, 2 muỗng canh bột yến mạch, 1 muỗng canh bơ. Cách làm: đầu tiên, bạn xay nhuyễn 1/2 trái táo, rồi từ từ thêm các thành phần còn lại vào xay chung để được hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này lên mặt trong vòng 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Loại mặt nạ này có hạn sử dụng từ 3 đến 5 ngày khi được bảo quản trong tủ lạnh. Trái nho. Được mệnh danh là nữ hoàng trái cây, nho không chỉ là thức ăn ngon miệng mà còn chứa nhiều dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe như polyphenolic, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Chống đau tim. Cách đây 2 thập kỷ, các nhà khoa học phát hiện nước Pháp có tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến tim thấp hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Có được điều này là do họ uống rượu vang, chế từ nho, điều độ trong bữa ăn. Kể từ đó đến nay, đã có hơn 300 nghiên cứu khác được thực hiện và chứng minh rằng rượu vang và nước ép nho có thể làm giảm được nguy cơ đau tim. Trong số đó, một công trình nghiên cứu ở 20 người tình nguyện cho biết khi họ được cho uống nước nho ép thì nồng độ axit nitric trong mao mạch tăng lên. Axit nitric giúp ngăn chặn khả năng đông máu hình thành ở thành động mạch. Chúng ta biết rằng máu đóng cục là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim. Dù thế nào thì các nghiên cứu này đều đi đến kết luận là ăn nho hoặc uống nước chế biến từ nho đều tốt cho tim. Giúp tăng nồng độ cholesterol tốt cho cơ thể. Không phải tất cả các cholesterol đều có hại cho cơ thể. Lipoprotein mật độ cao, HDL, là một trong những dạng cholesterol tốt và theo bác sĩ Martha Gorgon ở Bệnh viện Lâm sàng Mayo thì rượu vang và nước nho có chứa các chất chống oxy hóa ở dạng flavonoid nên giúp làm tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể. Chống ung thư. Theo một công trình nghiên cứu của trường đại học Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha thì mỗi ngày bạn uống một ly rượu vang có thể hạ thấp được nguy cơ mắc ung thư vú 13%. Điều này có được là nhờ chất resveratrol, nguyên tố tự nhiên được phát hiện có trong thực vật bao gồm cả nho đỏ.
chống lão hóa và tăng tuổi thọ. Ngoài chống ung thư, chất resveratrol trong nho đỏ còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đặc biệt là hạn chế sự tổn thương của các tế bào tự nhiên diễn ra ở cơ thể trong quá trình lão hóa. Theo các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Y Harvard, Mỹ, thì chất này có thể hạn chế hấp thụ calo. Nó kích hoạt các enzyme hoạt động để làm chậm lão hóa, giúp cân bằng DNA và mở rộng chu kỳ sống khoảng 70%. Tốt cho huyết áp. Hợp tác xã sản xuất nho quốc gia Mỹ báo cáo công trình nghiên cứu cho biết, những người đàn ông huyết áp cao khi được uống nước nho đã giảm đáng kể bệnh lý. Điều này có nghĩa rằng, nếu bệnh cao huyết áp, bạn có thể tăng cường ăn nho hoặc uống nước nho mỗi ngày. Chống đột quỵ và Alzheimer. Một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Nông nghiệp và Hóa học Thực phẩm cho biết, vỏ của trái nho có chứa nhiều resveratrol, chất được biết đến là có khả năng hạn chế sự tổn thương của não khi bị tai biến mạch máu não, đột quỵ. Mặt khác, chất này cũng giúp làm giảm sự liên kết của amyloidon beta ở những bệnh nhân mất trí nhớ, Alzheimer, từ đó giúp tăng cường sức khỏe của não. Chống lại chứng táo bón. Theo tiến sĩ Prakash Kumar, thì giống như nhiều loại trái cây và rau củ khác, nho có chứa nhiều chất xơ. Và tất cả chất xơ đó đều giúp bạn cân bằng quá trình tiêu hóa, chống lại chứng táo bón, tiêu chảy và những bệnh khác ở đường ruột. Lợi tiểu. Bác sĩ của bạn thường kê đơn mỗi khi bạn khó tiểu tiện. Nếu bạn là người không thích dùng thuốc và hỏi bác sĩ về cách làm lợi tiểu tự nhiên, thì họ sẽ chỉ ngay cho bạn biết, đó là nho. Dù là ăn nho hay uống nước nho đều có tác dụng này. Lý do là trong nho có chứa nhiều kali và muối kali nên giúp bạn đi tiểu dễ dàng. Chống lại viêm khớp. Dầu của hạt nho được biết đến với công dụng chống lại bệnh viêm khớp. Nếu bạn sợ mắc bệnh này, hãy dùng dầu hạt nho để nấu nướng hoặc uống một chút. Khi đã mắc bệnh viêm khớp, bạn nên nói chuyện với bác sĩ để biết về những lợi ích của dầu hạt nho trong khẩu phần ăn, vì nó giúp chống viêm và cơn đau hành hạ. Tốt cho mắt. Nho cũng là trái cây tuyệt vời cho mắt tinh thông. Lý do là chất flavonoid có thể ngăn chặn khả năng suy hóa võng mạc, làm mờ mắt, từ 30 đến 40% nếu thường xuyên ăn nho. Mặt khác, flavonoid còn ngăn ngừa sự tổn thương ở bệnh đục nhân mắt gây ra bởi các phân tử gốc tự do. Chống lại virus. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi trường đại học Eriksiais, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khoa học phát hiện thấy ăn nho có tác dụng chống khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Trong đó có những loài vi khuẩn gây tử vong như Staph và E. coli. Hơn nữa, nhờ tập trung lớn lượng tannin nên nho có thể giúp chống lại các virus và khối u ở đường ruột, nơi mà tannin được hấp thụ. Giúp thân hình thon thả. Các nhà khoa học ở Hiệp hội Nội tiết Mỹ sau khi nghiên cứu đã phát hiện chất resveratrol trong rượu vang đỏ có thể loại bỏ lượng tế bào béo trong cơ thể. Hợp chất này ngăn predipositor không biến thành các tế bào mỡ hoàn toàn, đồng thời chống lại sự tích lũy chất béo trong cơ thể. Do vậy, muốn có thân hình mảnh mai, bạn nên cho nho vào thực đơn. Trái lê. Lê còn có tên là khoái quả, ngọc nhũ, mật văn. Theo y dược học cổ truyền, lê tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, thanh tâm giáng hỏa, dưỡng huyết, sinh tân dịch, nhuận trường, tiêu độc. Lê là thức ăn quý đứng đầu trăm quả. Bách quả chi tông, về tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm, chữa chủ yếu hầu hết các bệnh ở bộ máy hô hấp. Sách Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân viết: lê nhuận phổi, mát tim, tiêu đờm, hạ hỏa, giải độc vết thương, giải độc rượu. Trong sách Bản thảo cầu nguyên cũng có viết: nước lê nấu cháo trị cam nhiệt và hôn mê do phong nhiệt ở trẻ em. Lê để sống có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo cho lục phủ, giảm ho, tiêu đàm, và nếu nấu chín thì có tác dụng bổ âm. Trái lê rất giàu chất dinh dưỡng. Cứ 100g lê có 86,5g nước, 0,1g chất béo, 0,2g protein, 11g carbohydrate, 1,6g xơ, 14mg canxi, 13mg phosphor, 0,5mg sắt,
0,2mg vitamin PP, các vitamin nhóm P, C, beta-carotene, 1mg acid folic. So với các thức ăn thực vật, lê là loại có nhiều chất xơ có vai trò quan trọng trong tiêu hóa và chuyển hóa. Sau đây là một số công thức chế biến lê rất dễ làm. Lê ép hoặc xay. Uống tươi nguyên chất hoặc cho thêm đường hoặc sữa. Lê phải gọt vỏ, bỏ lõi. Để giải khát, chữa khô miệng, họng, ho khản tiếng. Cao lê. Lấy 1,5kg lê, bỏ lõi và hạt, ninh nhừ. Cho mật ong lượng vừa phải, trộn đều, đánh nhuyễn. Cho vào lọ ăn dần. Mỗi lần 2 muỗng cà phê hòa vào nước sôi. Có thể dùng khi bị ho đờm lẫn máu, họng khô, khản tiếng. Lê, gừng. Có thể đơn giản hóa công thức trên, chỉ có lê, gừng, mật ong, cách dùng như trên. Chữa ho có đờm đặc vàng. Nước lê, ngó sen. Lê 500g gọt vỏ, bỏ hạt. Vắt lấy nước. Ngó sen 500g bỏ đốt, lọc vỏ, thái vụn vắt lấy nước. Trộn hai thứ với nhau, uống thay nước, chữa ho khan, họng khô khát. Lê la hán. Lê một trái, la hán 1/2 trái, thái nhỏ, sắc lấy nước uống. Có thể dùng thường xuyên đối với các ca sĩ, thầy cô giáo, người có âm hư nội nhiệt. Lê củ cải. Lê 1kg, bỏ hạt. Củ cải trắng 1kg, gừng sống 250g, sữa đặc 250g, mật ong 250g. Cả lê, củ cải, gừng vắt nước riêng từng thứ. Cho nước củ cải vào nồi nấu sôi mạnh, rồi dịu xuống cho chín nhừ sền sệt như keo, thì cho nước gừng, sữa nóng, mật ong khuấy đều. Đun tiếp nhỏ lửa cho đến khi sôi thì bắt ra, để nguội cho vào bình. Thích hợp với chứng phế âm hư nhược, sốt về chiều, ho kéo dài, đờm ít và đặc, táo bón, tiểu tiện vàng và ít, suy nhược. Lê trần bì. Hai trái lê ép lấy nước, sắc với 20g vỏ quýt khô lâu năm. Uống chữa ho khản tiếng, viêm họng mạn. Lê bách hợp. Lê một trái to, bách hợp 10-15g đều thái nhỏ, đường phèn vừa đủ. Tất cả đun sôi kỹ, ăn cái uống nước. Công thức này đơn giản, người xưa vẫn dùng trong trường hợp lao phổi thuộc âm hư. Sốt nhẹ về chiều, má đỏ, ra mồ hôi, ho tức ngực, mạch vi. Lê hoa hồng ngân nhĩ. Lê hai trái, hoa hồng bạch 3 bông, ngân nhĩ 50g, bối mẫu 5g, đường phèn 100g. Lê thái miếng, hoa hồng rửa sạch, ngân nhĩ ngâm mềm, bối mẫu ngâm giấm, cho nước nấu lê, ngân nhĩ, bối mẫu đường phèn trong 1/2 giờ. Sau đó cho hoa hồng nấu thêm chút nữa. Chủ trị phế hư, ho khan, khó thở, đoạn hơi. Lê củ ấu. Nước lê, nước củ ấu, nước rễ cỏ tranh, nước ngó sen, nước đại mạch. Nấu lên uống nóng hoặc nguội, tiêu đờm, thông đại tiện. Mứt lê thập cẩm. Lê 20 trái, ngó sen 1kg, cà rốt 1kg, mạch môn 100g, sinh địa 100g, rễ cỏ tranh 100g, mật ong 250g, mạch nha 150g, gừng tươi 50g. Luộc kỹ mạch môn, sinh địa, rễ cỏ tranh. Lấy nước bỏ bã. Lê bỏ vỏ hạt, ngó sen, cà rốt, gừng tươi, giã vắt lấy nước. Tất cả trộn quấy đều cô đặc. Xong cho mật ong, mạch nha vào. Cô quánh cho vào lọ dùng dần. Ngày sáng tối ngậm lần một muỗng. Trị ho lao, đờm có máu, sốt về chiều, thổ huyết, ho lâu ngày mất tiếng. Lê đường phèn. Cắt ngang phần núm, khoét bỏ lõi hột, cho mật ong hoặc đường phèn vào, rồi chưng cách thủy chín, ăn cái uống nước. Dùng trường hợp háo phổi, ho khan do phế nhiệt, phụ nữ có thai hay bị nôn. Lê đậu đen. Chọn trái lê to, cắt nắp, quét bỏ hạt, nhồi đầy đậu đen, đã ngâm mềm. Đường phèn đẩy nắp, om nhừ. Ăn tiêu đờm, hết ho hen khó thở. Lê xuyên bối. Lê gọt vỏ bỏ hạt, cắt núm, quét bỏ lõi, cho 10g. Bột xuyên bối mẫu. Đường phèn 30g cho vào trong lê. Ấp ăn trong 1-2 lần sáng tối. Trị ho kéo dài, khan hoặc đờm đặc. Lê, hà, sâm, hạnh. Vỏ lê 15g, hạnh nhân 5g, sa sâm 5g, lá dâu 10g, đường phèn 10g.
Cho tất cả vào nồi nấu sát lấy nước bỏ bã. Uống ngày một thang thay trà. Thường dùng chữa viêm phế quản. Hạnh nhân bỏ mầm, vỏ lụa. Lê, mía. Vỏ lê 10g, vỏ mía 15g. Sát kỹ uống thay nước hàng ngày. Chữa viêm họng mạn. Cháo lê. Lê từ 3 đến 5 trái. Gạo 60g. Lê thái nhỏ ép lấy nước cho vào cháo đã nấu nhừ, đánh đều, đun sôi lại. Ăn nóng. Nếu nhiều nước lê, thêm nước đủ nấu cháo từ đầu. Chữa ho, suy nhược ở trẻ em, người già. Lê, phổi heo. Phổi heo 250g thái nhỏ. Lê một trái to bỏ hột. Bối mẫu 10g cho vào nồi với nước vừa đủ. Nấu sôi rồi để lửa nhỏ 2 tiếng. Cho gia vị ăn nóng. Bổ phế trị ho, tiêu đờm cầm máu. Thích hợp người bị âm hư phế táo, nổi mụn, nổi hạch. Lê, thịt ngỗng. Thịt ngỗng, bỏ mỡ, da, chặt miếng, 250g. Lê, loại to 1 trái, bỏ hạt. Bắc hạnh nhân 10g, bách hợp 30g. Tất cả cho vào nồi thêm nước vừa đủ. Nấu sôi rồi lửa nhỏ, sôi tiếp 1 tiếng. Cho gia vị ăn nóng. Công dụng bổ hư, chữa ho kéo dài, viêm phế quản, nhuận phế, hóa đàm, trị ho có đờm lẫn máu lâu khỏi. Hạnh nhân bỏ mầm, vỏ lụa. Thường xuyên ăn lê phòng chữa được chứng hay mệt, sưng đau họng, lợi, lưỡi, đi tiểu vàng, táo bón, mắt sưng đỏ. Phòng chữa bệnh tăng huyết áp, thể can, thượng can hoặc hỏa thượng viêm. Trái anh đào. Trái anh đào không những rất ngon miệng mà quan trọng hơn, nó còn mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của loại trái cây này. Giàu vitamin A. Hàm lượng vitamin A cao là một trong những lợi ích lớn nhất của trái anh đào. Chúng chứa lượng vitamin A gấp 20 lần trong trái việt quất hoặc dâu tây. Ngoài ra, trái anh đào còn chứa beta-carotene. Vitamin đặc biệt này rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và làn da của bạn. Cho giấc ngủ sâu. Nếu bạn thường xuyên ngủ không ngon giấc, trái anh đào sẽ giúp bạn cải thiện điều này bởi chúng chứa melatonin giúp điều hòa giấc ngủ. Vì vậy, ăn trái anh đào thường xuyên sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu. Tốt cho não bộ. Trái anh đào được biết đến là thực phẩm tốt cho não bộ bởi chúng chứa các chất chống oxy hóa anthocyanin. Đây là một lý do nữa khiến bạn không nên bỏ qua loại trái tuyệt vời này. Chống viêm. Trái anh đào với đặc tính chống viêm sẽ rất có lợi cho những vận động viên điền kinh và người tập chạy bị đau hoặc người bị viêm khớp. Nếu bạn cũng có hoàn cảnh tương tự, hãy dùng nước ép trái anh đào loãng 3 lần một ngày. Phòng ngừa ung thư. Trái anh đào có thể giúp bạn phòng ngừa ung thư bởi chúng chứa chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô. Cho một trái tim khỏe mạnh. Không bao giờ là quá sớm để nghĩ đến việc bảo vệ sức khỏe trái tim của bạn. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim và trái anh đào có tác dụng làm giảm tất cả các nguy cơ đó. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Trái anh đào giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bởi chất anthocyanin làm tăng khả năng sản sinh insulin. Vì vậy, bạn nên thay đổi chế độ ăn khoa học hơn và tránh ăn quá nhiều đường. Trái anh đào chính là một thực phẩm bạn cần bổ sung vào thực đơn của mình. Trái chuối tiêu. Rẻ, dễ mua, không chỉ cung cấp một lượng vitamin phong phú cho cơ thể, mà chuối tiêu còn có thể giúp da bạn thêm mịn màng, mắt sáng hơn và nhiều ích lợi khác nữa. Trong những nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều công dụng của chuối tiêu và coi loại trái này như một vị thuốc mới. Giảm lượng cholesterol trong máu. Lượng cholesterol trong máu tăng cao sẽ gây ra bệnh về tim mạch. Trong thân cây chuối có một chất khống chế được cholesterol trong máu. Những người có lượng cholesterol trong máu cao nên dùng 50g thân chuối rửa sạch, thái lát mỏng rồi hòa với nước sôi, uống liên tục trong vòng 10 đến 20 ngày sẽ có hiệu quả trong việc chữa trị. Điều trị loét đường tiêu hóa. Những bệnh nhân mắc bệnh loét đường tiêu hóa hay phải uống thuốc phenylbutazone để lâu sẽ gây chảy máu dạ dày. Trong chuối tiêu có chứa một chất có tác dụng kích thích sản sinh các tế bào niêm mạc dạ dày để bảo vệ thành dạ dày nên hạn chế được khả năng chảy máu dạ dày.
có lợi cho người bị cao huyết áp. Cơ thể người bị cao huyết áp và người mắc bệnh tim mạch thường thừa natri mà thiếu kali. Trong chuối tiêu có nhiều kali, nên ăn từ 3 đến 5 trái mỗi ngày sẽ duy trì sự cân bằng natri kali và độ cân bằng pH cho cơ thể, giúp hạn chế sự tổn hại đến mạch máu do thừa natri. Nói không với chứng trầm cảm. Trong chuối tiêu có một chất hóa học giúp não sản sinh chất 6-HT, có tác dụng gây cảm giác hưng phấn, vui vẻ ở con người. Người mắc chứng trầm cảm có thể ăn nhiều chuối tiêu để dần dần loại bỏ cảm giác chán nản, thất vọng và trở nên yêu đời, lạc quan hơn. Hết ngứa da. Các thí nghiệm thực tế đã chứng minh vỏ của trái chuối tiêu có một hợp chất khống chế được vi khuẩn và nấm gây ngứa da. Vì vậy, khi bị ngứa da do vi khuẩn hoặc nấm, bạn có thể lấy vỏ chuối tươi sát trực tiếp lên da hoặc hấp cách thủy. Dùng liên tục trong vài ngày sẽ có hiệu quả rất rõ rệt. Các cơn ho. Người bị ho liên tục không ngừng cơn nên chưng từ 1 đến 2 trái chuối tiêu với đường viên. Mỗi ngày ăn 1 đến 2 lần sẽ làm giảm cơn ho. Điều trị bệnh trĩ và đi ngoài ra máu. Mỗi ngày ăn 2 trái chuối tiêu trước bữa cơm hoặc ăn chuối cả vỏ có tác dụng nhuận tràng thông tiện, hạn chế chứng tiện bí và đi ngoài ra máu. Giảm béo. Chuối có hàm lượng tinh bột cao nên dễ làm no bụng. Khi tinh bột được hấp thu vào cơ thể và chuyển hóa thành đường cần một khoảng thời gian nhất định, vì thế năng lượng không bị tích trữ trong cơ thể quá nhiều. Chính vì lý do này, chuối tiêu đã được các nhà dinh dưỡng xếp vào nhóm thực phẩm giảm béo có lợi cho cơ thể. Làm đẹp với mặt nạ chuối tiêu. Nghiền nửa trái chuối, trộn đều với sữa tươi làm mặt nạ, đắp mặt trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Mặt nạ chuối tiêu sẽ hút sạch bụi bẩn bám trên da mặt, giúp gương mặt bạn mịn màng, sáng bóng và ít tàn nhang. Bên cạnh những ích lợi trên, các chuyên gia y tế còn lưu ý. Chuối tiêu có tính hàn nên những người bị đau dạ dày, bị đau bụng do tiêu chảy không nên ăn nhiều. Trong chuối có chứa nhiều magie, tốt cho tim mạch, nhưng ăn nhiều có thể gây ra buồn ngủ. Vì vậy người lái xe không nên ăn chuối khi đói bụng. Trái ổi. Trái ổi là một loại trái cây bổ dưỡng, nguồn cung cấp một lượng lớn vitamin A, C, beta carotene. Trong ổi, đặc biệt là ổi đào, còn có lượng lycopene nhiều hơn cà chua 26%, có thể giảm bớt nguy cơ bệnh tim. Ổi rất có ích cho hệ tiêu hóa. Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc giảm ho, trị cảm, đồng thời có tác dụng dọn dẹp hệ hô hấp. Thịt của trái ổi chứa rất nhiều vitamin và sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi, giúp cải thiện cấu trúc da và ngăn ngừa các bệnh về da tốt hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào nhờ tính chất làm xe của trái ổi và lá ổi. Đối với những người bị suy nhược cơ thể, trái ổi có thể cung cấp một lượng lớn vitamin và các chất vi lượng, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, tăng cường sức đề kháng với các loại độc tố bên ngoài. Lượng vitamin C trong ổi lại tập trung chủ yếu ở phần gần lớp vỏ. Vì vậy, bạn nên rửa thật sạch ổi và ăn cả vỏ để có thể tận dụng được hết lượng vitamin có trong đó. Các loại vitamin này còn có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa và làm cho thành mạch máu bền vững, có lợi cho hệ tim mạch, ngăn ngừa tình trạng rối loạn mỡ máu. Ổi còn giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa quá trình làm máu trở nên đặc. Vì vậy, làm tăng tính linh động của máu, giúp máu thoát khỏi họa kẹt xe và lưu thông trong cơ thể một cách dễ hơn. Những nghiên cứu y học cho thấy nếu cơ thể chúng ta tiêu thụ những loại thực phẩm không có chất xơ thì dễ bị dính chứng cao huyết áp. Thực phẩm được tiêu thụ sẽ mau chóng chuyển thành đường. Do ổi có nhiều chất xơ, có chỉ số đường huyết, glycemic index thấp nên cũng có tác dụng hạ huyết áp. Ổi có khả năng chống béo phì, giúp bạn có vòng eo thon đáng mơ ước. Vì ổi tốt cho hệ tim mạch, khiến máu huyết lưu thông tốt, bạn cũng sẽ sở hữu một làn da khỏe mạnh, hồng hào, đồng thời giúp da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Những lưu ý khi ăn ổi. Không nên ăn ổi non vì còn nhiều vị chát sẽ có hại cho người bị bệnh dạ dày hoặc táo bón. Nên bỏ hạt ổi vì hạt ổi khó tiêu, gây trở ngại cho hệ tiêu hóa. Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn.
Một số cách làm đẹp từ ổi. Sinh tố ổi. Dùng 1/2 trái ổi chín đã bỏ vỏ, 1/2 trái chuối chín và 3 trái dâu tây. Cắt nhỏ nguyên liệu và bỏ hỗn hợp này vào máy xay sinh tố cùng một ít đá lạnh. Sau đó đổ thêm 1/2 ly sữa đậu nành. Sinh tố này giúp bạn có làn da rất sáng, mịn và giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ thiên nhiên. Nước ép ổi. Bạn có thể tự chế nước ép ổi từ ổi chín bằng máy ép trái cây hoặc dùng nước ép ổi đóng chai. Nước ép ổi vừa có tác dụng giải khát, cải thiện cấu trúc của tế bào da, vừa ngăn ngừa các bệnh về da cũng như ngăn ngừa lão hóa. Bạn có thể chăm sóc toàn thân bằng mặt nạ dưỡng da đơn giản từ ổi chín. Tay 2-3 trái ổi thật nhuyễn, sau đó đắp đều lên vùng da trên cơ thể trong vòng 30 phút, sau đó tắm lại bằng nước ấm. Bạn sẽ có làn da tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. Trái gấc. Gấc là loại cây quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Người ta còn dựa vào độ sai của trái, kích thước của trái, gai trái, mau hay thưa, màu sắc của ruột trái, đỏ hay vàng gạch, dầu béo, ít hay nhiều, số lượng hạt để chia ra gấc tẻ và gấc nếp. Dùng gấc nếp, đồ xôi sẽ ngon hơn, màu sắc đẹp hơn, lượng dầu cũng nhiều hơn. Cây được trồng khắp nơi trên đất nước ta. Người ta thường lấy cùi ruột trái, đồ xôi, bóc lấy lớp màng hạt để chế dầu, còn hạt đem phơi hay sấy khô để dùng làm thuốc. Thực phẩm nhiều công dụng. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Việt Nam đã chứng minh gấc là loại trái sạch, an toàn và có hiệu quả chống oxy hóa cao hơn cà chua và cà rốt nhiều lần, tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ mịn màng. Màng đỏ trái gấc có 4 chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Đó là beta-carotene, lycopene, alpha-tocopherol và các chất béo thực vật. Beta-carotene là tiền sinh tố của vitamin A. Khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, giúp sáng mắt, phòng chữa các bệnh về mắt, tăng khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ. Ngoài ra, beta-carotene còn có khả năng giúp phòng ngừa ung thư gan, viêm gan và xơ gan nguyên phát. Lycopene là chất có khả năng chống oxy hóa rất cao, giúp giữ ẩm và làm sáng da, hạ cholesterol và lipid máu, rất tốt cho người bị tim mạch, tiểu đường. Alpha-tocopherol trong dầu gấc chính là một nguồn vitamin E thiên nhiên có tác dụng làm giảm sự gia tăng tế bào ung thư, đặc biệt ung thư vú và ung thư buồng trứng. Alpha-tocopherol giúp làm da mềm mại, chống sạm da, chống khô, xơ tóc. Các axit béo thực vật là môi trường cần thiết để hòa tan các vitamin, giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng. Một số bài thuốc chữa bệnh. Bổ sung vitamin A, hỗ trợ điều trị khô mắt, mờ mắt, bổ mắt, làm sáng mắt, sạm da, trẻ em chậm lớn, suy dinh dưỡng do thiếu vitamin A. Dùng dầu gấc trộn vào thức ăn đã nấu chín hoặc uống, mỗi ngày khoảng 10 gram, 2 muỗng cà phê, tương đương 700 microgram vitamin A. Nếu là dầu gấc nguyên chất ép từ màng gấc đã phơi, sấy khô thì liều cho trẻ em hàng ngày chỉ cần 8 giọt. Trị quai bị. Hạt gấc 3-4 hạt đốt thành than, quai bị cói hoặc chiếu rách 5 gram đốt thành than. Hai thứ trộn đều rồi hòa với dầu vừng bôi vào chỗ viêm sưng. Hoặc nhân hạt gấc 2-3 hạt, giấm thanh hoặc rượu trắng 10ml, đem hạt gấc mài vào giấm hay rượu bôi nhiều lần vào chỗ sưng đau. Hoặc hạt gấc 3-4 hạt đốt thành than, trộn đều với dầu vừng hoặc giấm thanh hay rượu, bôi đều lên chỗ sưng ngày 3-4 lần, tác dụng giảm đau, tiêu sưng rất tốt. Trị tụ huyết do chấn thương. 50 hạt gấc đốt cháy đen, giã nhuyễn cho vào 1 lít rượu trắng, ngâm trong lọ thủy tinh 2 tuần, dùng để xoa bóp ngoài. Mỗi lần từ 5-10ml rượu, xoa bóp đều vào vùng da bị tụ máu. Chữa mụn nhọt sưng tấy. Dùng hạt gấc giã nát hòa với một ít rượu 30-40 độ, bôi lên vùng da bị mụn nhọt nhiều lần trong ngày sẽ chóng khỏi. Làm đẹp. Trong lớp màng đỏ bao quanh hạt gấc còn chứa rất nhiều vitamin E chống oxy hóa, chống lão hóa tế bào, được sử dụng nhiều trong sản xuất dược mỹ phẩm như kem dưỡng da, son môi cho làn da mịn màng, chống sạm da, khô da, rụng tóc. Cách dùng: sử dụng dầu gấc hoặc bôi trực tiếp lên da. Làm đẹp da mặt. Rửa sạch mặt, cho một chút dầu gấc khoảng 5ml ra tay,
Sau đó thoa đều lên mặt và xoa đều nhẹ nhàng từ 15 đến 20 phút cho thấm đều vào da. Tránh các vùng mắt và miệng. Đợi khoảng 30 phút, sau đó rửa lại mặt với nước ấm. Trị mụn trứng cá giúp da sáng mịn. Cùi trái gấc chín lượng vừa đủ. Dằm nhuyễn, thêm vài giọt nước cốt chanh. Rửa sạch mặt, bôi hỗn hợp đó lên mặt để khoảng 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tác dụng dưỡng da, trị mụn trứng cá rất tốt. Cái bưởi. Bưởi được nhiều người ưa chuộng vì mùi vị thơm ngon, bổ, mát. Nhưng không phải ai cũng biết được những lợi ích của bưởi đối với sức khỏe. Giàu vitamin C. Là thành viên của gia đình họ cam quýt, bưởi cũng là một nguồn bổ sung vitamin C tuyệt vời, làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Bưởi còn là một chất chống oxy hóa. Vitamin C bảo vệ cơ thể chống lại stress, các bệnh liên quan với hen suyễn và viêm khớp. Stress có thể gây ra một số bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tim và đột quỵ, đồng thời có liên quan đến một số bệnh ung thư như miệng, cổ họng, dạ dày, phổi và đại tràng. Vitamin C cũng giúp bổ sung lượng vitamin E trong cơ thể. Giảm cholesterol. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Hóa học, Nông nghiệp và Thực phẩm được thực hiện trên 57 bệnh nhân đã có phẫu thuật tim. Một nhóm người tham gia thêm bưởi đào vào chế độ ăn uống, một nhóm khác thêm bưởi vàng và nhóm thứ ba không thêm bất kỳ một loại bưởi nào. Kết quả cho thấy rằng những người ăn bưởi đào sẽ giảm cholesterol và giảm lượng chất béo của họ. Cả hai loại bưởi đều giảm cholesterol LDL và cholesterol toàn phần một cách đáng kể trong một tháng. Ngăn ngừa sỏi thận. Bưởi có một hợp chất gọi là T-limonin, ngăn ngừa sự hình thành và làm tan sỏi thận. Một nghiên cứu của tạp chí British Journal of Nutrition tìm thấy rằng phụ nữ uống nửa lít đến một lít nước bưởi mỗi ngày sẽ làm giảm nồng độ pH trong nước tiểu của họ, qua đó làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận. Tuy nhiên, nếu bạn đã được điều trị các vấn đề về thận, nước ép bưởi có thể cản trở hiệu quả của thuốc mà bạn đang sử dụng. Phòng chống ung thư. Như đã biết ở trên, bưởi rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong trái bưởi được gọi là naringenin có hiệu quả chống lại ung thư tuyến tiền liệt vì nó giúp sửa chữa hư hỏng DNA trong các tế bào tuyến tiền liệt của con người. Trong những trái bưởi màu đỏ còn có lycopene, một chất chống oxy hóa khác. Theo một nghiên cứu khác, bưởi còn chứa một chất được gọi là limonoid, giúp ngăn ngừa các khối u bằng cách thúc đẩy một loại enzyme tác động lên gan, thúc đẩy trục xuất chất độc ra ngoài cơ thể. Limonoid còn trợ giúp chống lại ung thư miệng, da, phổi, dạ dày. Phần ruột bên trong bưởi có chứa glucatrate, một loại phytochemical đã được chứng minh hiệu quả chống lại bệnh ung thư vú. Giảm cân. Bản thân bưởi không có chất béo, có chứa một số enzyme đốt cháy chất béo cao. Các nghiên cứu cho thấy chúng góp phần thay đổi nồng độ insulin, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ trao đổi chất cao. Làm đẹp da. Với lượng vitamin A cao cùng với vitamin C, đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bưởi giúp duy trì đủ độ ẩm trong da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vẩy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Trái đu đủ. Trong đu đủ có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đu đủ chín có khoảng 70% nước, 13% đường, không có tinh bột, có nhiều carotenoid, axit hữu cơ, vitamin A, B, C, protein 0,9% chất béo, cellulose 0,05%, canxi, phốt pho, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Lợi ích từ đu đủ. Đu đủ có hàm lượng calo thấp và giàu dưỡng chất, vì vậy được xem là một lựa chọn hoàn hảo cho những người đang thực hiện chương trình giảm cân. Đu đủ giúp làm lành các vết thương và tổn thương ở da. Loại trái cây này cũng được xem là thực phẩm giúp da tươi sáng và chống các nếp nhăn. Đu đủ có các hợp chất chống viêm nhiễm, làm lành các chấn thương và các thuộc tính chống ung thư. Những người bị loãng xương, viêm khớp và phù nề nên ăn đu đủ thường xuyên. Một nghiên cứu cũng cho thấy đu đủ còn có tác dụng phòng ngừa ung thư.
Muốn có mái tóc khỏe mạnh, hãy ăn đu đủ thường xuyên. Đu đủ hỗ trợ phát triển tóc và ngăn ngừa gầu. Đu đủ là một trong những biện pháp giải độc tốt. Ăn đu đủ tươi giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, đu đủ còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón. Một số bài thuốc dễ thực hiện từ đu đủ. Trị giun kim. Ăn đu đủ chín vào buổi sáng lúc đói, ăn liên tục từ 3 đến 5 ngày. Trị chứng ít ngủ hay hồi hộp. Đu đủ chín, chuối, củ cà rốt, mỗi thứ 100g xay trong nước dừa non. Thêm mật ong cho đủ ngọt, uống cách ngày. Làm lành vết loét trên da. Trộn nước đu đủ chín với một chút bơ bôi lên vết loét có tác dụng làm se bề mặt và nhanh chóng làm liền vết thương. Trị ho phế hư. Đu đủ xanh 100g, đường phèn 20g, hầm ăn ngày 2 lần vào buổi trưa và tối, ăn trong 3 đến 5 ngày. Tạo sữa cho bà mẹ đang cho con bú. Một trái đu đủ non hầm với một mắm giò ăn vào các bữa ăn hàng ngày. Lưu ý, không nên ăn hạt đu đủ bởi trong hạt có chứa chất độc carpin. Với một số lượng lớn carpin sẽ làm rối loạn mạch đập, làm suy nhược hệ thống thần kinh. Ăn nhiều đu đủ chín hàng ngày trong thời gian dài sẽ khiến phần da lòng bàn tay, bàn chân bị vàng. Hiện tượng này sẽ hết sau một thời gian ngừng ăn. Đu đủ giàu đường nên cũng không dùng nhiều cho người đường huyết cao. Đu đủ chín có tính nhuận tràng nên kiêng với trường hợp đang đi ngoài hay đang uống các thuốc nhuận tẩy. Ăn đu đủ nên hạn chế dùng lạnh vì bản thân đu đủ có tính hàn. Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh vì có thể gây sảy thai. Trái bơ. Trái bơ là một món ngon được nhiều người ưa chuộng. Bơ còn có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp ta phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bảo vệ mắt. Bảo vệ đôi mắt của bạn với một vài lát bơ sau khi ăn trưa hoặc ăn tối. Bơ rất giàu lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong võng mạc, giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến mắt khi về già, như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Giảm nguy cơ ung thư. Trái bơ có thể giúp ngừa ung thư miệng và giảm tỷ lệ tăng trưởng của các tế bào ung thư. Chiết xuất từ trái bơ có thể tiêu diệt các tế bào ung thư miệng mà không ảnh hưởng đến tế bào khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa việc hình thành các tế bào ung thư. Nguyên nhân có thể là do trái bơ chứa nhiều chất phytochemical, một loại hợp chất có tiềm năng chống ung thư và thường tìm thấy trong các loại rau trái sậm màu. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết trái bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, folate, vitamin E và chất béo chưa bão hòa. Tăng cường dinh dưỡng. Thêm một vài lát bơ vào món salad sẽ giúp bạn hấp thụ được dinh dưỡng tốt hơn. Một nghiên cứu ở Đại học Ohio cho rằng, những người ăn cà chua đi kèm với trái bơ sẽ hấp thụ chất lycopene chống ung thư trong cà chua 4,5 lần, nhiều hơn những người ăn không kèm trái bơ. Các chất béo có lợi trong trái bơ giúp bạn hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Ngăn ngừa bệnh tim. Với trái bơ tươi lên bánh mì sandwich hay bánh mì nướng thay cho bơ động vật sẽ giúp giảm tiêu thụ calo, chất béo bão hòa, natri và cholesterol. Trái bơ phù hợp với khuyến cáo về chế độ ăn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ với nồng độ chất béo từ thấp đến trung bình. Trái bơ là loại trái cây duy nhất có chứa chất béo đơn không bão hòa. Đây là nguồn thay thế tốt cho các loại thức ăn giàu chất béo bão hòa. Chỉ 1/5 trái bơ kích thước trung bình cũng có chứa 50 calo và cung cấp gần 20 loại vitamin và muối khoáng. Acid oleic có trong trái bơ có thể được sử dụng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Và trái bơ cũng giúp duy trì nồng độ cholesterol hợp lý, do đó giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch liên quan đến cholesterol. Trái cà chua. Cà chua không chỉ là một món ăn ngon giúp phụ nữ làm đẹp mà còn là một vị thuốc quý từ thiên nhiên. Ăn nhiều cà chua đẹp da, trẻ lâu. Trong cà chua có rất nhiều chất xơ, vitamin C, E, K, B1, B2, B3, chất sắt, mangan, kali và nhiều chất khác có tác dụng rất tốt với sức khỏe và vẻ đẹp của cơ thể. Ăn nhiều cà chua, da sẽ trắng sáng, mịn màng. Nếu đắp mặt nạ bằng cà chua, da sẽ săn chắc, sáng mịn. Ngoài ra, để giảm cân thì cà chua là một trợ thủ rất đắc lực.
chống nắng hiệu quả. Bên cạnh những sản phẩm như kem chống nắng, kính chống nắng mà chị em phụ nữ thường mang theo bên người để giữ gìn làn da trong những ngày hè nóng bức, còn có rất nhiều loại thực phẩm phổ biến có tác dụng chống nắng nóng mà nhiều người chưa biết. Điển hình nhất là trái cà chua. Các nhà dinh dưỡng học chỉ ra rằng các loại rau như rau diếp, rau cần, rau cải dầu, rau thơm, rau cải xanh, củ cải trắng là những loại rau củ có chứa chất nhạy cảm với ánh nắng. Nếu sau khi ăn xong những thực phẩm trên rồi đi ra ngoài nắng thì da sẽ dễ xuất hiện những đốm nhỏ. Riêng với trái cà chua thì ngược lại, nhiều nghiên cứu cho thấy trong cà chua có chứa một lượng rất lớn chất chống oxy hóa. Sắc tố hồng có trong trái cà chua có thể làm giảm chỉ số thương tổn da xuống 40%, đặc biệt là những trái cà chua chín đỏ. Bài thuốc từ trái cà chua. Sau đây là 10 phương pháp trị bệnh hiệu quả từ trái cà chua. Bệnh về da. Lấy một trái cà chua tươi nấu chín, nghiền nát đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 2-3 lần có thể trị được nấm, các bệnh truyền nhiễm về da. Bệnh cao huyết áp. Sáng sớm khi bụng vẫn còn rỗng, ăn 1-2 trái cà chua tươi chín với một ít đường cát trắng hoặc đường phèn sẽ có hiệu quả đặc biệt trong việc hạ huyết áp. Cảm nắng. Cho 1-2 lát cà chua thái miếng, thêm một chút muối hoặc đường vào nấu chín, ăn nóng có thể phòng bệnh cảm nắng. Giảm sốt cao. Pha nửa ly nước cà chua ép với nửa ly nước dưa hấu ép. Cứ mỗi tiếng uống một lần có thể đánh đuổi được những cơn sốt cao. Chống lão hóa. Lấy một trái cà chua tươi nấu chín, nghiền nát lấy nước, cho vào một chút đường trắng, bôi lên mặt hàng ngày sẽ giúp da mịn màng. Đặc biệt có tác dụng trong việc chống lão hóa. Phòng chống ung thư. Cà chua không chỉ có thành phần dinh dưỡng phong phú mà nó còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hạn chế bệnh lý. Nếu kiên trì mỗi ngày ăn từ 1-2 trái cà chua sống thì có thể phòng chống bệnh ung thư và trợ giúp cho việc điều trị các bệnh ung thư. Bệnh thiếu máu. Cà chua 1 trái, táo 1 trái, hạt vừng 15g, ăn hết trong một lần, mỗi ngày ăn từ 1-2 lần. Nếu kiên trì trong một thời gian dài có thể trị bệnh thiếu máu. Bệnh chảy máu chân răng. Lấy cà chua tươi, chín, ép thành nước, uống liên tục trong vòng nửa tháng sẽ chữa được bệnh chảy máu chân răng. Bệnh viêm gan. Cà chua cắt hạt lựu 1 muỗng, cần tây xay nhỏ 1/2 muỗng, cà rốt xay nhỏ 1/2 muỗng, dầu ăn 1/2 muỗng. Trộn đều hỗn hợp trên rồi cho vào nồi chảo đang sôi chín, nêm một chút muối, bột ngọt vừa đủ. Món ăn này có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh viêm gan. Bệnh viêm loét dạ dày. Với những người bị bệnh loét dạ dày cấp độ nhẹ, có thể trộn nửa ly nước ép cà chua với nửa ly nước khoai tây để uống. Mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, uống liên tục trong vòng 10 ngày, vết loét sẽ khỏi. Trái dứa thơm. Với hương vị thơm ngon và ngọt ngào, những trái dứa không chỉ là món ăn ngon mà còn có những tác dụng không ngờ với sức khỏe. Là trái cây bổ dưỡng. Dứa cùng với nhiều loại trái cây khác rất bổ dưỡng với sức khỏe con người. Trong dứa không có cholesterol, lại giàu chất xơ, các enzyme tiêu hóa, vitamin C, canxi và kali. Nếu không muốn ăn trực tiếp những trái dứa tươi thơm ngát, bạn có thể làm smoothies, điểm dứa trên bánh pizza, làm kem dứa, salad dứa. Kích thích tiêu hóa. Được biết, các enzyme bromelain có trong dứa giúp kích thích tiêu hóa. Bên cạnh đó, dứa cũng được coi là thực phẩm tốt cho dạ dày và giảm chứng ợ nóng. Tăng quá trình phát triển xương, sụn, răng lợi. Với nguồn vitamin C dồi dào cùng các chất khoáng như canxi, kali, chất xơ, brom, iốt và phốt pho, các enzyme, dứa còn đóng góp hữu hiệu trong quá trình phát triển của xương, sụn, răng lợi. Dứa rất giàu mangan, một khoáng chất cần thiết cho cơ thể để xây dựng xương và mô liên kết. Chỉ cần một ly nước ép dứa hàng ngày, bạn có thể được hưởng những lợi ích của dứa đến sự phát triển xương cho những người trẻ và tăng cường sức mạnh của xương cho những người già. Tăng cường sức đề kháng cơ thể. Vitamin C có trong dứa luôn được coi là một loại thuốc tự nhiên cung cấp cho bạn một sức đề kháng tốt cho sức khỏe. Ăn dứa hàng ngày còn giúp cơ thể tăng cường quá trình hấp thụ chất sắt từ các loại rau trái và đẩy nhanh quá trình lành sẹo. Liều thuốc chống ho và cảm lạnh.
Khi bạn bị ho và cảm lạnh, nhiều người thường tìm cách tăng cường vitamin C cho cơ thể bằng cách uống nước cam. Vậy tại sao bạn lại không cân nhắc đến việc ăn dứa nhỉ? Những lợi ích của dứa khi bạn bị cảm lạnh hay ho giống hệt như những lợi ích của nước cam. Ngoài ra, bromelain được tìm thấy trong dứa còn giúp ngăn chặn ho và nới lỏng niêm dịch. Tác dụng khác của dứa. Dứa là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, vì thế đặc biệt tốt cho những người thiếu máu hoặc đang trong quá trình hồi phục sức khỏe nếu thường xuyên ăn dứa. Những người muốn giảm béo cũng nên dùng dứa thường xuyên, vì cùng với bưởi, dứa là thực phẩm có tác dụng giảm mỡ trong cơ thể. Bên cạnh đó, những vitamin C trong dứa có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và các chất độc hại gây bệnh sâu răng. Một số lưu ý khi dùng dứa. Vì dứa có tác dụng phân hủy fibrin chống tụ huyết nên có tài liệu khuyên những người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người hay chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết không nên ăn dứa. Chúng ta cũng không nên ăn dứa tươi vào lúc đói, vì các axit hữu cơ của dứa và bromelain tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu. Trong thực tế, có người ăn dứa đã gặp tai biến, thậm chí tử vong. Sau khi ăn dứa 30 đến 60 phút, họ thấy khó chịu, mệt mỏi, ngứa khắp người, nổi mày đay. Về tiêu hóa, có những triệu chứng của ngộ độc thức ăn: đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Về hô hấp, tuần hoàn, có thể có mạch nhanh nhỏ, khó thở, huyết áp hạ. Nếu ngộ độc nhẹ, khoảng 3 giờ sau nạn nhân sẽ khỏi. Nếu nặng, nạn nhân khó thở, trụy tim mạch, mê man và tử vong. Vì thế, trong dân gian, người ta còn cho là nạn nhân ăn phải dứa có nọc rắn phun. Thực ra, thủ phạm là một loại vi nấm có độc tính cao. Vi nấm thường có trên mặt nước ẩm, phát triển mạnh trong mùa hè, trùng với mùa dứa chín. Dứa mọc ở sát đất, thu hái xong cũng để dưới đất, vỏ dứa xù xì. Mắt dứa làm thành những cái hốc là nơi cư trú tốt cho nấm. Mặt khác, dịch bào của dứa có độ ẩm, có hàm lượng đường cao và pH acid là những điều kiện thuận lợi cho nấm độc phát triển. Nếu dứa bị dập nát, dịch bào thấm ra, nấm sẽ phát triển, có điều kiện xâm nhập sâu vào trong trái dứa, gây độc cho người ăn. Để phòng ngừa tai biến trên, bạn cần chọn dứa tươi và nguyên lành. Không ăn dứa dập nát, gọt dứa phải hết lớp vỏ, cắt sâu cho hết mắt, sau đó rát qua ít muối rồi rửa sạch mới ăn. Và đặc biệt không ăn nhiều dứa khi đang đói. Trái dưa hấu. Khi bị cảm nóng, say nắng, tiểu tiện không thông, lấy thịt dưa hấu bỏ hạt, ép lấy nước uống vài lần. Nước này còn có tác dụng làm giả rượu. Dưa hấu được mệnh danh là chúa tể của các loài dưa và được dùng phổ biến trong thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm. Dưa hấu thường được dùng tươi tráng miệng sau bữa ăn và giải khát chống nhiệt. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, đối với những người làm việc mệt nhọc hoặc đi đường xa khát nước, một vài miếng dưa hấu cũng đủ làm bớt mệt, đỡ khát, sảng khoái, dễ chịu. Đôi khi người ta lấy cùi dưa hấu, loại bỏ lớp vỏ xanh, cắt nhỏ làm nộm ăn cũng giòn, mát và ngon như dưa chuột, đu đủ. Để kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon, họ thái cùi dưa hấu thành sợi rồi xào với ớt. Dưa hấu còn được coi là một loại mỹ phẩm tự nhiên có tác dụng dưỡng da vừa rẻ tiền, dễ kiếm, vừa an toàn, không gây tác dụng phụ như các loại hóa chất. Hằng ngày, đắp những lát mỏng dưa hấu lên mặt để khoảng 15 phút, da dẻ sẽ mịn màng, căng mọng, không bị rợp trong mùa hè. Dưa hấu tươi nghiền nát, lấy nước bôi nhiều lần trong ngày, chữa những vết nẻ trên môi và những nốt mẩn đỏ ở da. Các bộ phận của dưa hấu từ vỏ, cùi đến thịt, hạt đều là những vị thuốc chữa bệnh tốt. Vỏ dưa hấu có tác dụng giải nhiệt, tiêu thủng, làm se. Khi bị ho khan, cổ họng sưng đau, lấy vỏ dưa hấu 10 đến 40 g cắt nhỏ, nấu nước uống trong ngày thay nước chè. Vỏ phơi khô 20 g sát với 400 ml nước, còn 100 ml uống làm 2 đến 3 lần trong ngày, chữa tiêu chảy. Dùng ngoài, vỏ trái dưa hấu đốt thành than, tán bột, sát vào răng miệng chữa đau răng, lở loét. Hoặc trộn với dầu vừng để bôi chữa bỏng. Ruột dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khát, lợi tiểu, chữa cảm nắng, cảm nóng, say rượu. Nước ép dưa hấu pha với đường đỏ giúp chữa kiết lỵ ra máu. Hạt dưa hấu có tác dụng thanh phế, nhuận tràng, giảm đau, cầm máu. Để chữa đau lưng, phụ nữ hành kinh quá nhiều, lấy hạt dưa hấu 100 g tách vỏ lấy nhân, tẩm rượu khoảng 10 ngày.
lấy hạt ra, phơi khô, tán nhỏ, rây bột mịn. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 12 gram với nước ấm vào lúc đói. Để chữa bí đại tiểu tiện ở người cao tuổi, lấy nhân hạt dưa hấu 20 gram giã nát, trộn với đường 20 gram, nấu sôi trong khoảng nửa giờ. Để nguội, uống làm 3-4 lần. Theo tài liệu nước ngoài, việc ăn dưa hấu đều đặn sẽ làm cơ thể nhẹ nhõm, thân hình mảnh mai, thon thả. Chất lycopene trong thịt trái có tác dụng ngăn ngừa một số bệnh ung thư ở tuyến tiền liệt, trực tràng và làm giảm khả năng mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Ở châu Phi, người ta chế một loại rượu từ dưa hấu bằng cách khoét một lỗ sâu ở trái, đổ vào đó ít mật và men rượu. Ủ nóng nhiều ngày sẽ thu được rượu màu đỏ như rượu vang, dùng làm thuốc tăng cường chức năng sinh dục. Chú ý, người lạnh bụng không nên ăn nhiều dưa hấu. Trái xoài. Trái xoài, theo đông y, lúc chín có vị ngọt, có loại hơi chua, tính bình. Có sách nói ôm hoặc lương, nhưng ôm thì hợp lý hơn vì chứa nhiều đường ngọt. Ăn nhiều sẽ bị phát nhiệt, trẻ em bị rôm sảy. Về tác dụng sinh lý, trái xoài chín kích thích tiết nước bọt, chống khát khô họng, lợi tiểu, chống phù thủng, nhuận tràng, chống táo bón. Theo y học hiện đại, xoài có thành phần hóa học như sau: 100g xoài chín cho 65 calo, 17g hydrat carbon, 3894 UI vitamin A, 78% nhu cầu hàng ngày, 28mg vitamin C, 46% nhu cầu, 1mg vitamin E, 10% nhu cầu. Đường của xoài là loại cấp năng lượng nhanh. Trái xanh ít vitamin A và nhiều vitamin C. Xoài có những tác dụng sau: chất glucosid chống viêm, ung thư, diệt khuẩn. Xoài làm giảm cholesterol, hạ huyết áp, phòng chống bệnh tim mạch, tăng nhu động ruột, thải nhanh chất cặn bã trong ruột, nên phòng chống được bệnh ung thư ruột kết. Xoài là một thức ăn bổ não, rất tốt cho những người làm việc nhiều bằng trí óc, thi cử. Tuy nhiên không nên ăn xoài lúc đói quá và sau bữa ăn no, đang có các bệnh nhiệt sốt vì bản chất xoài nóng như hành, tỏi, ớt. Không nên ăn nhiều đối với cả hai loại xoài xanh và chín. Cách ăn xoài chín an toàn là thái nhỏ, làm nhuyễn, không để cả lát to, không nhai dối, nuốt chửng. Chú ý đối với trẻ em và người già răng yếu. Dưới đây là một số công dụng phòng chữa bệnh từ xoài. Thịt trái xoài: chống khát khô miệng, ho khản cổ, mất tiếng, viêm họng. Ăn uống xoài tươi hoặc lấy nước, ngậm xoài khô, mứt, dùng tốt cho thầy cô giáo, ca sĩ. Chống say tàu xe, buồn nôn. Ăn sống hoặc nấu chín còn cứng giòn. Chữa ăn không tiêu, trẻ bị cam tích. Ăn xoài chín tươi vào các buổi tối. Chữa táo bón và đau dạ dày thừa toan, ăn xoài chín. Chảy máu chân răng, thiếu vitamin C. Dùng trái xoài gần chín còn chứa nhiều vitamin C làm các dạng thích hợp. Hoặc ăn xoài chín, uống nước ép. Trẻ còi xương, suy dinh dưỡng. Ăn xoài chín thái nhỏ hoặc nghiền, hoặc làm bột khô, hòa nấu với sữa để được cung cấp vitamin A. Ho đờm nhiều do phế nhiệt, ăn xoài chín tươi. Bồi bổ trí não, chữa suy nhược thần kinh. Ăn xoài tươi chín hàng ngày trước bữa ăn. Chữa bỏng nước sôi, bỏng lửa. Lấy phần thịt xoài chín cắt lát hoặc giã nhuyễn, đắp có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, diệt khuẩn. Chữa các bệnh đường hô hấp. Dùng xoài xanh tươi hoặc khô nấu với thịt heo nạc. Có thêm một miếng trần bì, vỏ quýt lâu năm. Giải nhiệt, chống mỏi mệt mùa hè. Nấu canh chua xoài xanh với các loại cá đồng. Vỏ trái xoài. Cầm máu ở các trường hợp chảy máu, ho, nôn, đại tiểu tiện, rong kinh. Vỏ trái xoài chín khoảng 30g sắc nước uống. Hoặc nấu thành cao lỏng 1ml 1g, rồi lấy ra pha loãng để uống. Uống mỗi lần một muỗng nhỏ, muỗng cà phê 15ml, uống cách nhau vài giờ. Viêm da, chàm. Vỏ trái xoài 150g, nấu lấy nước để rửa, bã đắp. Thủy thủng. Vỏ trái xoài 15g, nhân hộp xoài 30g, tắt uống ngày một lần. Chú ý nhân hạt xoài có độc gây say. Sâu răng. Lấy vỏ thân cây xoài, sắc đặc, chấm hoặc pha loãng, ngậm phía chân răng, có thể phối hợp với các vị khác. Lá xoài. Chữa cao huyết áp. Sát nước lá xoài khô để uống. Hái để sau một ngày thì dùng được. Thái nhỏ, hãm nước sôi, sau một giờ lọc lấy nước uống, thay nước uống hàng ngày,
hoặc ngày 2 chén trong 3 ngày liền, nghỉ 1 ngày uống tiếp. Lá xoài có tác dụng an thần. Chữa tiểu đường. Do lá xoài có chất anthocyanidin, có tác dụng hạ đường huyết, phòng các biến chứng ở mắt và mạch máu do tiểu đường. Hạt xoài trị giun sáng. Nhân hạt xoài 20g, hạt chanh 15g, hai thứ giã nát. Đổ 2 chén nước, sắc còn 1 chén. Uống vào sáng sớm vừa ngủ dậy khi chưa ăn gì. Uống xong nằm nghỉ một lúc. Uống liền 3 buổi sáng. Chú ý hạt xoài có độc nên cần theo dõi trong thời gian dùng thuốc. Trái chà là. Chà là được trồng nhiều ở các đảo thuộc Vịnh Ba Tư. Gần đây trái chà là đã được du nhập nhiều vào nước ta để chế biến thành các món ăn như bánh quy, bánh trái cây, mứt. Đây không chỉ là những món ngon, lạ mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Chà là chứa nhiều khoáng chất. Những nhà nghiên cứu tại London đã chỉ ra rằng trái chà là có chứa rất nhiều các loại khoáng chất, ít nhất là 15 loại, với hàm lượng cao kali, selen, magie. Kali là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể chống lại bệnh cao huyết áp, một trong số những nguyên nhân chính dẫn tới bệnh tim. Một chén chà là chứa khoảng 964mg kali, chiếm khoảng 28% nhu cầu kali cần thiết hàng ngày. Khi lượng kali trong cơ thể tăng lên, chúng sẽ giúp bài tiết natri, từ đó làm giảm huyết áp. Ngoài ra, trái chà là còn chứa nhiều selen, loại khoáng chất được biết tới với vai trò chất giúp phòng chống ung thư và xây dựng hệ miễn dịch cơ thể. Chà là chứa hàm lượng chất sắt tương đối cao so với nhiều loại trái cây khác. Một nửa chén chà là chứa 1mg sắt. Nếu trong gia đình có người đang gặp phải tình trạng thiếu hụt sắt, việc bổ sung chà là vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp cải thiện vấn đề này. Là chất chống oxy hóa. Theo báo cáo của một tạp chí nước ngoài, chà là loại trái chứa nhiều beta-carotene, một loại chất chống oxy hóa tuyệt vời. Beta-carotene được coi là hợp chất giúp sản xuất vitamin A cho cơ thể, xây dựng hệ thống miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Chất xơ. Theo kết quả của các nhà nghiên cứu tại London, ngoài việc cung cấp cho cơ thể lượng vitamin và khoáng chất quan trọng, trái chà là còn chứa lượng chất xơ cao. Cơ thể cần chất xơ để giúp loại bỏ những độc tố ra ngoài, giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Ngoài ra, chất xơ còn giúp kiểm soát cân nặng, lượng đường trong máu và cholesterol. Chà là chứa nhiều vitamin. Chà là chứa các loại vitamin nhóm B như B6, niacin, vitamin B2, folate, protein và ít chất béo. Một chén trái chà là có chứa 12% vitamin B6, 9% niacin, 6% vitamin B2, 7% folate, 7% protein và ít hơn 1% chất béo, có thể đáp ứng một phần nhu cầu cần thiết của cơ thể hàng ngày. Trái chà là không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn chứa lượng calo cao. Một chén chà là chứa tới 400 calo. Nếu bữa ăn hàng ngày có loại trái cây này, bạn chỉ cần ăn thêm 2 hoặc 3 món ăn nhẹ khác. Bên cạnh đó, chà là còn chứa nhiều đường, nhưng là loại đường tự nhiên mang lại hương vị ngọt ngào. Chúng còn được coi là loại kẹo tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Những món ăn từ trái chà là. Cũng giống như nhiều loại trái cây khác, chà là khô có hương vị khá thơm ngon. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều calo hơn khi còn tươi, có tác dụng ngăn ngừa chứng táo bón, mệt mỏi, thiếu máu. Sử dụng chà là như một món ăn nhẹ hay ăn kèm món tráng miệng sẽ giúp cân bằng năng lượng hàng ngày. Trái kiwi. Kiwi được mệnh danh là loại thực phẩm siêu hạng vì nó là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Trái kiwi cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, tươi ngon tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe cả gia đình. Một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng nhất. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vào năm 1997 nhằm đánh giá giá trị dinh dưỡng có trong mỗi 100g trái của 27 loại trái cây phổ biến nhất đã chỉ ra rằng trái kiwi là một trong những loại trái giàu chất dinh dưỡng nhất trên thế giới. Kết quả nghiên cứu được công bố tại cuộc họp hàng năm thứ 38 của American College of Nutrition tại New York ngày 27 tháng 9 năm 1997. Với số điểm 16, kiwi là trái cây giàu dinh dưỡng nhất, theo sau là đu đủ, xoài và cam. Những nghiên cứu khoa học về trái kiwi không chỉ khẳng định mức độ dinh dưỡng của loại trái cây này, mà còn khám phá ra rằng việc ăn trái kiwi hàng ngày có thể sẽ giúp sản sinh ra những vi chất, bảo vệ,
chống lại việc phá hủy DNA, giúp ngăn chặn các bệnh ung thư. Thực tế, một nghiên cứu vào năm 2003 đã chỉ ra rằng sự bình phục tế bào bạch cầu đã có hiệu quả gấp đôi với những người ăn 3 trái kiwi một ngày liên tục trong 3 tuần. Chúng ta vẫn thường nghĩ cam là loại trái giàu vitamin C nhất. Hãy nghĩ lại, một trái kiwi cung cấp một lượng vitamin C gấp đôi một trái cam. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C cũng giúp cơ thể chống lại bệnh cảm lạnh và cảm cúm, các tác động của tuổi tác và stress. Cùng với chuối, trái kiwi là nguồn bổ sung kali tuyệt vời cho cơ thể. Kali là khoáng chất quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn chứng tăng huyết áp. Hơn thế nữa, kiwi chứa nhiều chất xơ hòa tan rất dễ hấp thụ với hàm lượng lớn hơn rất nhiều chất xơ trong các loại trái khác. Chất xơ đóng một vai trò tích cực trong việc tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa và đã được chứng minh là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh tim mạch. Cuối cùng, trái kiwi lại rất giàu vitamin E ít béo, điều hiếm thấy trong số các loại trái cây. Vitamin E không phải là một chất tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa của cơ thể, nhưng lại góp phần rất quan trọng trong quá trình này với vai trò là chất xúc tác, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa, giúp da tóc mịn màng. Nhìn ngoài vỏ, trái kiwi không thu hút sự chú ý vì vỏ màu nâu, có lông xù và không có mùi thơm. Tuy nhiên, khi cắt đôi ra, trái kiwi thực sự là một món quà của thiên nhiên. Ở Việt Nam thường bán hai loại kiwi, kiwi xanh và kiwi vàng. Kiwi xanh có phần thịt trái màu xanh ngọc, sáng, lẫn với hạt nhỏ màu đen. Mọi người thường nghĩ kiwi xanh có vị chua, nhưng thực tế, trái kiwi xanh khi chín có vị chua ngọt đặc trưng là sự kết hợp của trái dâu, dưa và quýt. Trái kiwi vàng có phần thịt màu vàng, hạt nhỏ màu đen với vị ngọt trái cây nhiệt đới giống với vị của trái xoài và đào. Nhận biết kiwi chín. Bạn có thể tự mình kiểm tra kiwi đã chín hay chưa bằng cách bóp nhẹ. Nếu thấy hơi mềm tay, nghĩa là trái đã chín, tương tự như trái hồng sim. Kiwi xanh thường được bán khi còn cứng và chưa chín. Khi mua về, bạn hãy để cho kiwi chín ở nhiệt độ phòng trong khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy thời tiết và nhiệt độ. Bạn có thể làm kiwi chín nhanh hơn bằng việc để chúng chung với chuối và bọc giấy lại. Trái kiwi ngon hơn khi ăn lạnh và sau khi chín, bạn có thể giữ nó trong tủ lạnh trong vòng 5 ngày mà hương vị vẫn không bị ảnh hưởng. Trái lựu. Lựu là một loại trái đã được trồng từ rất lâu, được nhắc đến trong dân gian như một loại dược liệu. Ngoài ra, lựu còn có tác dụng làm đẹp vì trong nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, beta-carotene, kẽm, selen và polyphenol để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lão hóa, tim mạch, Alzheimer và ung thư. Lựu với chức năng làm đẹp. Lựu có tác dụng làm đẹp da. Các flavonoid có chứa trong lựu chống kích ứng da. Dầu chiết xuất từ hạt lựu làm dịu da bị kích thích, giúp da không bị khô. Còn phần thịt của trái lựu tham gia vào quá trình cân bằng loại da hỗn hợp, lọc, làm sạch lỗ chân lông và tái tạo làn da mới. Không những vậy, nó còn có tác dụng giúp tế bào trao đổi chất tối ưu, hiệu ứng cân bằng trên da, đảm bảo cho bạn có một làn da mềm mại. Trong lựu có chứa nhiều thành phần chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe và làm đẹp da, nên nó sẽ là thứ thức uống không thể thiếu trong thực đơn của bạn. Tác dụng ngăn chặn quá trình lão hóa da. Nước ép từ lựu có tác dụng làm giảm lão hóa. Việc uống nước lựu thường xuyên sẽ giúp phụ nữ có một làn da tươi trẻ, mịn màng. Ngoài ra, nước ép từ lựu còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư, tốt cho hệ tim mạch và còn làm tăng khả năng tình dục. Công dụng chữa bệnh. Cải thiện sức khỏe của tim. Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng trái lựu có khả năng làm giảm hình thành mảng bám, giảm sự oxy hóa cholesterol xấu và giảm độ dày thành động mạch là những nhân tố chính gây ra bệnh tim. Trong lựu có chứa một chất hóa học thực vật nổi tiếng là polyphenol, làm giảm quá trình sưng phù liên quan đến bệnh tim. Vì sưng phù ở mức độ thấp mãn tính trong cơ thể gây nguy cơ bệnh tật, bao gồm bệnh tim và đột quỵ. Giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Theo một nghiên cứu ở người cho thấy, việc uống nước lựu hàng ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ đến 36%. Bạn có thể uống nước lựu hoặc trộn với nước khoáng, cocktail. Và nếu có thể, hãy dùng nước lựu để thay thế cho các loại nước khác trong cách chế biến món ăn hay đồ uống.
chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Việc uống nước lựu hoặc chiết xuất từ lựu đều làm giảm đáng kể mức tăng của lượng PSA, kháng nguyên chuyên biệt tuyến tiền liệt, là một nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt. Giết chết vi khuẩn gây hại. Khi kết hợp nước lựu, hạt lựu cùng với rượu vang đỏ, trà có chứa vitamin và vỏ nho sẽ cho ra một hợp chất có các tính chất kháng khuẩn và chống vi trùng. Một số chuyên gia còn khuyên nên ăn lựu với các thành phần kháng khuẩn tốt như tỏi, hành sẽ tạo ra được chất giết chết vi khuẩn tốt nhất. Cải thiện khả năng cương dương. Thành phần chất polyphenol có trong lựu không chỉ cải thiện sự lưu thông máu đến tim mà còn đến các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu một người bị rối loạn cương dương mà uống nước lựu thường xuyên sẽ cải thiện được việc cương dương lên gấp đôi so với những người dùng giả dược. Việc bị huyết áp cao cũng liên quan đến rối loạn cương dương, nên công dụng làm giảm huyết áp của trái lựu cũng có thể làm cải thiện chức năng cương dương. Làm tăng tỉ trọng của xương. Một nghiên cứu trên chuột đã cho thấy những con chuột được ăn chiết xuất từ lựu sẽ ít rơi vào trạng thái mất xương hơn đáng kể so với những con chuột không ăn lựu. Giảm căng thẳng, stress. Uống nước lựu làm giảm căng thẳng mãn tính và giúp duy trì sức khỏe tốt đối với những người làm công việc văn phòng luôn chịu tình trạng stress. Lựu có chứa nhiều chất punicalagins, một chất chống oxy hóa mạnh giúp điều trị các bệnh viêm nhiễm, rối loạn về da và tiêu hóa. Trong y học, lựu còn được dùng để điều trị viêm họng, ho, nhiễm trùng tiết niệu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn da, viêm khớp và thuốc tẩy sáng dây. Trái dâu tây. Dâu tây là một loại trái cây được nhiều người yêu thích. Dù được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, loại trái cây này cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau đây là 10 lý do giải thích tại sao chúng ta nên bổ sung thêm dâu tây vào chế độ ăn uống thường ngày. Tăng cường hệ miễn dịch. Dâu tây là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một chén dâu tây chứa 51,5mg vitamin C, khoảng 1/2 nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Như vậy, chỉ với 2 chén dâu tây, bạn đã có đủ 100% lượng vitamin C theo yêu cầu. Vitamin C là chất có khả năng tăng cường miễn dịch, đồng thời còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Một cuộc nghiên cứu của Trường Đại học California, Los Angeles, Mỹ vào năm 2010 đã phát hiện ra rằng khả năng chống oxy hóa trong dâu tây sẽ trở nên khả dụng về mặt sinh học và sẵn sàng hoạt động trong máu sau khi ăn loại trái cây chỉ trong vài tuần lễ. Bảo vệ mắt. Đặc tính chống oxy hóa trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Tình trạng thủy tinh thể bị vẩn đục và có thể dẫn đến mù lòa ở người lớn tuổi. Mắt cần vitamin C để bảo vệ chúng không tiếp xúc với các gốc tự do từ những tia tử ngoại gay gắt của mặt trời, vốn có thể gây tổn hại cho các protein trong thủy tinh thể. Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự khỏe mạnh cho giác mạc và võng mạc của mắt. Tuy nhiên, việc sử dụng vitamin C ở liều cao được cho là có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể ở những phụ nữ trên 65 tuổi. Những nhà nghiên cứu ở Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển cảnh báo rằng nguy cơ này xuất phát từ việc sử dụng các loại thuốc bổ sung vitamin C, chứ không liên quan đến nguồn vitamin C do các loại trái cây và rau xanh cung cấp cho cơ thể. Phòng chống ung thư. Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư, vì sự khỏe mạnh của hệ miễn dịch chính là phòng thủ vững chắc nhất để bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của mọi căn bệnh. Một chất hóa học từ thực vật được gọi là acid ellagic có trong dâu tây cũng có khả năng ngăn ngừa ung thư. Acid ellagic đã được chứng minh là có công dụng chống ung thư bằng cách chế ngự sự phát triển các tế bào ung thư. Dâu tây còn có các chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin. Các chất chống oxy hóa chính là những chiến binh tiêu diệt các gốc tự do và trung hòa những ảnh hưởng tiêu cực có khả năng xảy ra ở các tế bào trong cơ thể. Thuật ngữ các gốc tự do được dùng để chỉ những tế bào bị tổn hại có khả năng làm suy yếu những tế bào khác xung quanh chúng trong nỗ lực hồi phục chính mình. Điều này gây ra những bất thường cho các tế bào và là tiền đề gây bệnh ung thư. Ngăn ngừa các nếp nhăn. Khả năng của vitamin C trong dâu tây còn thể hiện ở vai trò thiết yếu của chúng trong việc sản sinh ra collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và co giãn của da. Lượng collagen sẽ mất dần đi khi chúng ta có tuổi.
Do vậy, tiêu thụ những thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn. Vitamin C không phải là nhân tố duy nhất trong dâu tây có khả năng đánh bại vết nhăn một cách tự nhiên. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Hallim, Hàn Quốc kết luận rằng acid ellagic có khả năng ngăn ngừa tình trạng phá hủy collagen và phòng chống viêm nhiễm rất rõ ràng. Đây chính là hai yếu tố chính trong quá trình phát triển các nếp nhăn trên tế bào da của con người sau khi da tiếp xúc liên tục và bị tổn hại bởi tia tử ngoại UVB. Phòng ngừa cholesterol có hại. Theo báo cáo của Quỹ Tim Mạch và Đột Quỵ Canada, bệnh tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ tại đất nước này. May mắn là trong trái dâu tây cũng có chứa những chất hỗ trợ mạnh mẽ cho sức khỏe của tim. Acid ellagic và các flavonoid hay các chất hóa học từ thực vật có thể mang đến khả năng chống oxy hóa rất có ích cho sự khỏe mạnh của tim theo nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đó là chống lại những ảnh hưởng của các cholesterol có hại LDL trong máu, vốn là nguyên nhân gây ra sự tích tụ các mảng bám trong động mạch. Cách thứ hai là chúng mang đến tác dụng kháng viêm rất tốt cho tim. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng và Sự biến đổi của các nhân tố nguy hiểm tại Toronto, Canada đã tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của dâu tây trong một chế độ dinh dưỡng có ít cholesterol và kết luận rằng việc tăng cường thêm dâu tây vào khẩu phần ăn uống sẽ giúp làm giảm những tổn hại do quá trình oxy hóa gây ra cũng như hạ thấp lượng mỡ trong máu. Cả hai yếu tố đều là nguyên nhân gây ra bệnh tim và tiểu đường. Hạn chế viêm nhiễm. Các chất chống oxy hóa và những chất hóa học từ thực vật được tìm thấy trong dâu tây có thể làm giảm chứng viêm tại các khớp, vốn là nguyên nhân gây ra bệnh viêm khớp và còn dẫn tới bệnh tim. Một kết quả nghiên cứu do Trường Y tế Cộng đồng Harvard, Mỹ thực hiện cho thấy ở những phụ nữ ăn từ 16 trái dâu tây mỗi ngày trở lên trong tuần, mức protein C-reactive, CRP, một loại protein được tìm thấy trong máu, biểu thị tình trạng viêm trong cơ thể, sẽ giảm được khoảng 14%. Điều chỉnh huyết áp. Kali vẫn được xem là một chất dinh dưỡng có ích cho tim. Trong một chén dâu tây chứa 134mg kali, kali có thể giúp điều hòa huyết áp, thậm chí còn hỗ trợ việc hạ thấp huyết áp bằng cách hoạt động như một vật đệm để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ natri. Những tác động của dâu tây trong việc làm giảm mức cholesterol LDL có hại, phòng chống viêm và cao huyết áp đã giúp chúng nằm vào danh sách những loại trái cây có ích cho tim mà con người nên ăn. Tăng cường chất xơ. Chất xơ rất cần thiết cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Với khoảng 2g chất xơ cho mỗi khẩu phần, tức một chén, dâu tây cũng là một nguồn cung cấp chất xơ khá tốt cho cơ thể. Những rắc rối do việc thiếu chất xơ gây ra bao gồm tình trạng táo bón và bệnh viêm túi thừa, một tình trạng viêm trong ruột, vốn ảnh hưởng tới khoảng 50% những người già trên 60 tuổi. Chất xơ còn hỗ trợ việc phòng chống bệnh tiểu đường type 2 vì chúng làm chậm việc hấp thu các loại đường như đường glucose trong máu. Kết quả là những người trưởng thành đang phải kiểm soát căn bệnh tiểu đường cần tăng cường thêm dâu tây trong khẩu phần của họ ở mức điều độ. Kiểm soát cân nặng. Duy trì một trọng lượng lành mạnh chính là một trong những biện pháp tốt nhất để phòng ngừa bệnh tiểu đường và bệnh tim. Dâu tây vốn chứa lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 28 kcal trong mỗi chén, không có chất béo, lại chứa ít natri và đường. Trong dâu tây không chứa các loại đường tự nhiên, mặc dù tổng lượng đường trong mỗi khẩu phần hầu như ở mức rất thấp, khoảng 4g. Tổng lượng carbon hydrate nằm ở mức tương đương hoặc thấp hơn 1/2 lát bánh mì sandwich. Hỗ trợ cho sức khỏe tiền sinh sản. Folate là một vitamin nhóm B rất cần thiết cho những phụ nữ đang mang thai hoặc đang cố gắng thụ thai. Dâu tây chính là một nguồn cung cấp folate khá tốt với khoảng 21 microgram do mỗi khẩu phần, một chén. Chất dinh dưỡng này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình mang thai vì chúng giúp ích cho sự phát triển não bộ, sọ và cột sống của thai nhi. Acid folic, tức folate, trong dâu tây còn giúp ngăn ngừa một số khuyết tật của thai nhi như tật nứt đốt sống. Trái mâm xôi. Trái mâm xôi hay còn gọi là phúc bồn tử là một loại cây thuộc họ dâu, có màu đỏ sẫm, vị ngọt, hơi chua, thường mọc trên núi ở vùng khí hậu lạnh. Mùa thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Theo y học cổ truyền, trái mâm xôi là loại thuốc bổ can, thận đã có từ rất lâu đời, giúp làm ấm cho cơ thể, do đó có tác dụng bảo vệ gan và tăng cường năng lượng.
Đặc biệt, cái mâm xôi phù hợp cho những người bị cảm lạnh. Gần đây, y học hiện đại còn phát hiện ra cái mâm xôi có tác dụng ngăn chặn ung thư, chống lão hóa và chứng xơ cứng động mạch, điều tiết hệ thống sinh dục và nhiều tác dụng khác. Tăng cường hoạt động của não. Nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện cái mâm xôi có tác dụng kiện não ích trí, tăng khả năng tư duy một cách vượt trội. Nghiên cứu cho rằng chất chống oxy hóa trong trái mâm xôi có tác dụng phòng ngừa các gốc tự do gây tổn hại đến não, đồng thời tăng lưu lượng máu và oxy đến não, từ đó có tác dụng kiện não ích trí. Chống lão hóa. Nghiên cứu dược lý hiện đại chứng minh trong trái mâm xôi có chứa nhiều loại chất khoáng oxy hóa, điều chỉnh miễn dịch và nhiều thành phần có tác dụng điều chỉnh vật chất chuyển hóa. Nghiên cứu gần đây chọn lựa từ 100 bài thuốc cổ phương có tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, kết hợp thông qua nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả cho thấy trái mâm xôi là một trong 7 vị thuốc có tác dụng nổi rõ nhất. Nghiên cứu khác trên chuột cũng chứng minh trái mâm xôi có tác dụng cải thiện năng lực trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa. Tác dụng đối với hệ miễn dịch. Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh thành phần đa đường trong trái mâm xôi có tác dụng thúc đẩy chuyển hóa tế bào lâm ba. Lịch sử ứng dụng trong lâm sàng điều trị của trái mâm xôi có từ rất lâu đời. Thực tế điều trị trên lâm sàng cũng như thực nghiệm đều chứng minh nó có 3 tác dụng lớn là bổ can thận, ích tinh khí, cố niệu, là loại thuốc bổ rất tốt. Thẩm mỹ, làm đẹp da mặt. Flavonoid có trong trái mâm xôi ngoài tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm, hạ áp, chống dị ứng, còn có tác dụng tốt trong việc bảo vệ và làm đẹp da. Loại vật chất này có tác dụng tuần hoàn huyết dịch da, tăng độ đàn hồi vi mạch máu ở da, thúc đẩy nhanh sự tái tạo các tế bào da mới, từ đó phát huy tác dụng bảo vệ da và làm đẹp da. Kháng viêm, tăng cường miễn dịch. Với một hàm lượng lớn chất flavonoid, trái mâm xôi có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm, hạ áp, chống dị ứng, đặc biệt làm nhuận da và bảo vệ da, nên nó góp phần không nhỏ trong việc làm đẹp da. Giúp sáng mắt, tăng cường trí nhớ. Trong thành phần của trái mâm xôi có chứa một hàm lượng lớn chất chống oxy hóa. Loại chất này khi vào cơ thể sẽ có tác dụng phòng ngừa sự oxy hóa của võng mạc và loại trừ những gốc tự do gây hại đến võng mạc. Vì vậy, trái mâm xôi được dùng làm thuốc để bảo vệ và nâng cao thị lực, cũng như có tác dụng kiện não, ích trí, tăng khả năng tư duy. Bổ thận, trợ dương. Trái mâm xôi có các hoạt tính giúp cải thiện vi tuần hoàn ở dương vật, nâng cao thần kinh hưng phấn. Từ đó, trái mâm xôi có tác dụng tốt trong phòng chữa những trường hợp liệt dương hoặc suy giảm ham muốn. Trái mâm xôi còn điều trị chứng tiểu nhiều, tiểu rát, hạn chế tình trạng tóc bạc sớm, béo phì. Phòng và điều trị ung thư. Một loại thành phần cực kỳ có lợi cho sức khỏe là anthocyanin đã được tìm thấy trong trái mâm xôi. Chất này có tác dụng phá vỡ các gốc tự do phòng chữa bệnh ung thư. Trái mơ. Trái mơ tròn trịa, màu vàng xanh, phần thịt vừa chua vừa chát, luôn có sẵn trên thị trường, giá khá rẻ, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Làm đẹp. Thành phần của trái mơ bao gồm axit hữu cơ, beta-carotene, vitamin C, vitamin B1, tannin, lycopene, pectin, giúp kích thích quá trình chuyển hóa oxy trong tế bào, làm tế bào chống hồi phục, chậm lão hóa. Chất beta-carotene trong nước mơ có thể chuyển hóa thành vitamin A cho cơ thể. Trong 100g trái mơ cung cấp đầy đủ lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày cho cơ thể, nhờ có chứa thành phần magie, canxi và potassium. Nước mơ còn là liều thuốc chống oxy hóa tự nhiên, làm sáng mắt và da mịn màng. Loại nước này còn có tác dụng cân bằng hệ thần kinh và giúp dễ ngủ. Tinh dầu trái mơ rất tốt cho da mặt, thích hợp cho da người lớn và da nhạy cảm, làm giảm sự viêm da. Sau khi được hấp thụ qua da, nó giúp tái tạo, nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da mặt. Dầu nền, dầu dẫn hay dầu chuyển làm từ tinh dầu trái mơ là loại dầu thực vật được sử dụng để vận chuyển các dầu tinh chất vào sâu trong làn da. Dầu tinh chất là loại dầu được cô đặc từ thành phần thực vật được chọn lọc nên không thể bôi trực tiếp lên da. Để da hấp thụ được các thành phần của dầu tinh chất, phải pha trộn dầu tinh chất với dầu nền mang tinh chất thực vật 100%. Massage bằng dầu nền trái mơ sẽ giúp dầu tinh chất thẩm thấu vào da một cách hiệu quả. Ngoài ra, nó còn cung cấp các dưỡng chất cho da, giúp da mềm mại, mịn màng. Dầu nền trái mơ còn dùng để dưỡng tóc, giúp tóc mềm mượt tự nhiên,
tránh chẻ ngọn, khô cứng. Có thể chỉ dùng riêng dầu nền trái mơ hoặc pha với các loại dầu khác. Riêng dầu hạt mơ còn được dùng làm thuốc bổ và thuốc nhuận tràng, thuốc bôi trừ nẻ, nên thận trọng khi sử dụng. Để bảo quản tinh dầu trái mơ hay hạt mơ, nên đặt chúng ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Lưu ý là tinh dầu mơ chỉ dùng để điều chế mỹ phẩm, không dùng làm thực phẩm. Sức khỏe. Mơ chín có nhiều vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng. Mơ ngâm đường, ngâm muối vừa tạo được loại nước giải khát tốt trong những ngày hè, vừa có lợi cho hệ tiêu hóa. Bị đau bụng, nếu uống một chút nước mơ nguyên chất là ổn ngay. Trái mơ chín sau khi hái được chế biến thành mơ đen, ô mai hay mơ trắng, bạch mai, dùng làm thuốc trị ho, giải khát, sinh tân dịch, chữa đau cổ. Nước siro mơ có tác dụng giải khát, tăng cường sức khỏe. Cách làm rất đơn giản. Mơ chín rửa sạch, ngâm qua nước ấm có hòa thêm chút muối, sau đó vớt ra để ráo nước rồi cho vào bình thủy tinh nắp kín. Cứ một lớp mơ lại rắc một lớp đường, sau đó đậy kín. Tỷ lệ thích hợp nhất là cứ 1 ký mơ dùng 1 ký đường. Theo kinh nghiệm dân gian, rượu mơ có tác dụng tốt cho sức khỏe như kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, điều trị bệnh đường ruột, cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ thần kinh, có tác dụng giảm chứng lo âu và căng thẳng tinh thần, trị bệnh mất ngủ. Nhờ có hàm lượng axit citric và axit amin khá cao, rượu mơ còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giảm mệt mỏi, suy nhược. Mỗi ngày chỉ nên uống 30-60ml rượu mơ, tốt nhất là pha với nước. Cách làm rượu mơ cũng khá đơn giản. Cứ 1 ký mơ đem ngâm với 1 lít rượu 40-45 độ, ngâm khoảng 1 tháng trở lên là dùng được. Trái đào. Đào là loại trái cây có nguồn dinh dưỡng phong phú, chứa protein, lipid, glucid, chất xơ, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Theo đông y, đào tính ấm, vị ngọt chua, đi vào kinh tâm, can phế và đại trường, có công hiệu bổ khó sinh tân, dưỡng huyết hoạt huyết, tư bổ cường thân, dưỡng nhan làm đẹp. Tác dụng thực dưỡng. Ngừa thiếu máu, thúc đẩy tạo máu. Trong thịt trái đào chứa nhiều sắt, chỉ đứng sau trái anh đào. Do chất sắt tham gia tạo máu trong cơ thể, cho nên ăn đào giúp thúc đẩy khả năng tái sinh hemoglobin, trong đó phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Chống đông máu. Nghiên cứu dược lý cho thấy chất giết từ đào nhân hạt đào ức chế kết tập tiểu cầu, do vậy có tác dụng chống đông máu rất tốt và tác dụng tan máu yếu. Chống xơ gan, lợi mật. Chất giết từ đào làm giãn tĩnh mạch cửa, thúc đẩy gan tuần hoàn máu và nâng cao hoạt tính collagen, mô gan, cũng như thúc đẩy chuyển hóa collagenase trong gan, có tác dụng điều trị tốt đối với chai gan, xơ gan. Nó còn làm cho các hồng cầu tuần hoàn trong gan tăng tốc, thúc đẩy bài tiết dịch mật. Trị ho bình suyễn. Trong đào có chứa amygdalin, emulsin. Sau khi thủy phân có tác dụng trấn tĩnh trên cơ quan hô hấp, giúp trị ho bình suyễn. Phòng chống ung thư. Sản phẩm thủy phân của amygdalin chứa trong đào là axit hydrocyanic và benzoic aldehyde, có tác dụng phá hỏng đối với tế bào ung thư. Lợi tiểu thông lâm, thoái hoàng tiêu thủng. Trong hoa đào nhân có chứa phenols, có tác dụng lợi tiểu, trừ thủy khí, tiêu thủng, chữa hoàng đản. Món ăn, bài thuốc. Theo lương y, dược sĩ Bàn Cẩm, đào có thể dùng để chế biến những món ăn, bài thuốc sau. Đào khô tẩm mật. Đào tươi 30 trái, mật ong 80ml, đường trắng 10g. Đào rửa sạch, bổ làm đôi, bỏ hột phơi khô. Đào phơi khô chứa trong thố sành, rưới lên mật ong, đường trắng, đậy kín cho vào nồi, dùng lửa vừa chưng cách tủy 2 giờ. Sau khi để nguội, chứa trong keo thủy tinh sử dụng dần. Sau mỗi bữa ăn, dùng đào khô 1-2 lát, nước cốt nửa muỗng, uống với nước ấm. Đào khô có tác dụng ích phế dưỡng tâm, sinh tân hoạt huyết, trợ giúp tiêu hóa. Người bệnh tim, phổi dùng bồi bổ rất tốt. Đào lát chiên giòn. Đào 750g, trứng gà 5 cái, bột mì, đường trắng, sữa bò mỗi thứ vừa đủ, bột thơm 1 ít, dầu ăn 0,5 lít. Đào rửa sạch, gọt vỏ bỏ hộp, thái lát, cho vào chén, ướp với đường trắng. Trứng gà đập ra, tách riêng lòng đỏ, lòng trắng.
sữa bò, lòng đỏ, bột mì, bột thơm, đường trắng cùng cho vào thau, thêm nước vừa đủ, quết thành dạng hồ. Lòng trắng trứng đánh lên bọt đổ vào hồ bột, trộn đều. Bát chảo lên bếp, đổ dầu ăn cho nóng, nhúng đào vào trong hồ bột, rồi chiên với dầu. Chiên chín đến ngã vàng, gắp vào khay, sẵn nóng rắc thêm đường thì hoàn tất. Món ăn có công hiệu dưỡng vị sinh tân, tư âm nhuận táo, thích hợp dùng cho các chứng vị âm bất túc, miệng khô, vế táo ho khạc, đau họng khan tiếng, táo bón và hư suy. Chè đào nhân. Đào nhân 15g, gạo 50g, đường trắng vừa đủ. Đào nhân giã nhuyễn, thêm nước mài, lấy nước cốt, bỏ bã. Cùng gạo ninh thành chè, nêm đường trắng. Món chè công hiệu hoạt huyết khu ứ, tiêu thủng giảm đau. Thích hợp dùng cho các chứng phụ nữ bế kinh, ứ huyết sưng đau, đau tức ngực sườn, tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Trái cam. Cam là một trong những loại trái cây được sử dụng nhiều trên thế giới, đặc biệt dưới dạng nước uống. Sau đây là những công dụng tuyệt vời mà cam mang đến cho sức khỏe con người. Giá trị dinh dưỡng của cam. Cam là loại trái giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical. Theo các nhà khoa học Anh, bình quân trong một trái cam có chứa khoảng 170mg phytochemical, bao gồm các chất dưỡng da và chống lão hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Monique Dos Santos cho biết cam được yêu thích và có lợi cho người khỏe mạnh cũng như các bệnh nhân. Cam giúp giải nhiệt, thỏa mãn cơn khát cho người có cường độ vận động cao, tăng cường hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của cơ thể. Giá trị dinh dưỡng trong trái cam bao gồm: mỗi 100g trái cam có chứa 87,6g nước, 1.104 microgram beta-carotene, một loại vitamin chống oxy hóa, 30mg vitamin C, 10,9g chất tinh bột, 93mg kali, 26mg canxi, 9mg magnesium, 0,3g chất xơ, 4,5mg natri, 7mg chromium, 20mg phosphor, 0,32mg sắt và giá trị năng lượng là 48 kilocalor. Không chứa chất béo hay cholesterol, cam nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C và được chứng minh là loại trái cây có tác dụng chống viêm, chống khối u, ức chế đông máu và chống oxy hóa mạnh. Trên thực tế, hàm lượng vitamin C chỉ chiếm 15-20% tổng số các chất kháng oxy hóa trong trái cây này, trong khi những hợp chất khác có khả năng chống oxy hóa cao gấp 6 lần vitamin C. Hesperidin từ flavonoid có nhiều trong lớp vỏ xơ trắng, màng bao muối cam và một ít trong tép hạt cam, có khả năng giảm cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL. Sau đây là các lý do bạn nên tích cực ăn cam. Cam giúp cân bằng huyết áp. Cam chứa kali và thành phần flavonoid giúp giảm huyết áp và điều hòa huyết áp, là một phần quan trọng trong giữ gìn sức khỏe tim mạch. Điều hòa mức cholesterol. Các synephrine alkaloid dưới vỏ cam có tác dụng giảm tần suất sản xuất cholesterol ở gan. Nguồn chất xơ dồi dào hòa tan giảm lượng cholesterol trong máu, đồng thời nguy cơ bệnh tim giảm đáng kể. Một công dụng khác của chất xơ là giúp bạn giữ cảm giác no lâu hơn, làm chậm phân hủy các carbohydrate và ngăn ngừa sự tăng lên của lượng đường trong máu. Như vậy, cam là thực phẩm tốt trong việc kiểm soát lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường. Giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Trong cam chứa rutin, vitamin P, thành phần giúp mạch máu khỏe mạnh. Vitamin nhóm B, dưỡng chất không thể thiếu cho hệ thần kinh. Các khoáng chất và chất xơ, hòa tan và không hòa tan, là đồng minh trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch, viêm nhiễm và ung thư. Cam còn giúp củng cố hệ miễn dịch, chống cảm cúm, chống viêm, ức chế các tế bào ung thư, xoa dịu cơn đau ruột, dạ dày, gan. Cam giúp chữa lành các vết thương nhanh hơn. Vitamin C đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cơ thể để sản xuất collagen, protein chịu trách nhiệm tạo ra các mô liên kết, giúp vết thương, vết cắt hay xước da mau lành. Thiếu hụt collagen khiến các tế bào trong mạch máu thiếu sự gắn kết, cho phép máu rò rỉ trong các mô, cơ quan dễ dẫn đến chảy máu nướu răng và xuất hiện đốm màu đỏ đặc trưng của bệnh scarlet. Bổ sung cam trong thực đơn hàng ngày. Bạn có thể ăn cam trong bữa ăn nhẹ, bắt cam uống nước, chế biến thành các loại sinh tố, thêm thành phần cho món salad trái cây, sữa chua ít béo, dâu tây, chuối.
Các thành phần từ cam cũng được sử dụng rất phong phú, từ lá, hoa, vỏ cây và trái đều có thể hãm thành nước uống, có vị đắng nhẹ và hương cam đặc trưng. Nước hãm lá cam có thể giúp hạ hỏa, đặc biệt khi mất ngủ, xoa dịu rối loạn chức năng lưu thông máu. Trái Việt quất, blueberry. Trái Việt quất hay còn gọi sim út là một loại trái cây có rất nhiều công dụng và nhiều chất bổ dưỡng, giúp chống lại bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, giảm cholesterol và nhất là hiện tượng lão hóa của các tế bào trong cơ thể. Nó còn được mệnh danh là một loại dược liệu để chế thuốc trường sinh mang lại tuổi thọ lý tưởng cho con người. Các cuộc khảo cứu gần đây cho thấy, trong các loại berry thì Việt quất không những có nhiều sinh tố C và những antioxidant nhất, mà còn có một số hóa chất khác mà y học chưa nghiên cứu hết. Trong trái Việt quất có nhiều chất polyphenol, chống lại sự lão hóa và nhiễm trùng. Cuộc nghiên cứu đã được thực hiện trên 45 người có chứng béo phì, thường dễ bị chứng huyết áp cao, tiểu đường, cholesterol cao, tim mạch. Những người này được uống 2 chén nước Việt quất mỗi ngày và được so sánh với những người uống một loại nước tương tự như placebo. Kết quả cho thấy trái Việt quất còn giúp chống lại bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, giảm cholesterol và nhất là lão hóa của các tế bào trong cơ thể. Ngoài ra, Việt quất còn chống lại nhiễm trùng đường tiểu. Bạn nên ăn những trái Việt quất tươi và càng có màu xanh đậm càng tốt. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe đã được chứng minh của trái Việt quất. Vô hiệu hóa các gốc tự do. Việt quất có chứa anthocyanin, đây chính là sắc tố tạo nên màu xanh đậm cho trái. Loại chất này có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do dẫn đến bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi tác. Cải thiện trí nhớ. Trái Việt quất là loại thực phẩm tốt nhất dành cho bộ não vì chúng kích thích các tín hiệu thần kinh của não, giúp chống lại stress và cải thiện các vấn đề về trí nhớ liên quan đến tuổi tác như chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm trái Việt quất vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể bộ nhớ và chức năng não. Duy trì thị lực tốt. Các chất dinh dưỡng có chứa trong trái Việt quất được chứng minh là có tác dụng duy trì và tăng cường thị lực. Trái Việt quất là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, một loại chất dinh dưỡng cần thiết cho thị lực. Hạ cholesterol. Một trong những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của trái Việt quất là hạ cholesterol. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, trong trái Việt quất có chứa một hợp chất có tác dụng như các loại thuốc giúp giảm cholesterol mà không có tác dụng phụ. Ngăn ngừa bệnh tim. Trái Việt quất có tác dụng giữ cholesterol dưới mức cho phép, do đó cải thiện sức khỏe tim mạch. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa và chất xơ càng biến Việt quất trở thành loại trái cây tuyệt vời trong việc bảo vệ trái tim của bạn. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Một trong những lợi ích tuyệt vời nữa của trái Việt quất là ngăn ngừa và chữa bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Các nhà khoa học cho biết trái Việt quất cũng có chứa một hợp chất tương tự như trái Nam Việt quất là proanthocyanidins, PACS, có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Ngăn ngừa táo bón và tăng cường tiêu hóa. Trái Việt quất rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, khả năng đồng hóa chất natri, fructose và các vitamin trong trái Việt quất có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện tiêu hóa. Giảm mỡ bụng. Các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan đã chỉ ra rằng trái Việt quất có tác dụng giảm mỡ bụng. Nghiên cứu được tiến hành trên chuột trong thời hạn 90 ngày. Các nhà khoa học đã tạo ra một hỗn hợp bột, trong đó thành phần chủ yếu là trái Việt quất, và kết quả là những con chuột ăn loại bột này có ít mỡ bụng hơn so với chuột không có Việt quất trong chế độ ăn. Làm chậm quá trình lão hóa. Trái Việt quất đã được chứng minh có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Các chất chống oxy hóa và chống viêm của Việt quất có tác dụng xây dựng một lớp bảo vệ xung quanh não để chống lại những dấu hiệu của lão hóa và suy giảm. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Các chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin B phức tạp, vitamin C, vitamin E, anthocyanin, đồng, sắt, selen, kẽm chứa trong trái Việt quất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Vì vậy, chúng giúp cơ thể chiến đấu chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn gây ra. Trái măng cụt. Măng cụt, ngoài vị ngọt thanh được nhiều người thích ăn, còn là một dược liệu quý giá. Thành phần có giá trị dược lý của măng cụt là một nhóm hợp chất
có tên Santhones. Chất này thuộc nhóm chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật, polyphenol. Công dụng của măng cụt: chống mệt mỏi. Khả năng chống mệt mỏi đã được tìm thấy ở trái măng cụt. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, những người dùng măng cụt đã từng khen ngợi về sự tăng cường sinh lực một cách an toàn, làm cơ thể khỏe khoắn hơn. Giảm huyết áp. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng xơ vữa động mạch. Những cặn lắng nguy hiểm thường làm hẹp đường lưu thông máu trong các động mạch, khiến gia tăng nguy cơ bị đau tim và đột quỵ. Măng cụt đã tỏ ra là một thực phẩm hữu hiệu, nhất là đối với những người có trọng lượng cơ thể trung bình, trong việc giảm huyết áp và ngăn sự tấn công huyết áp của mạch máu đường phổi. Giảm hơi thở hôi. Kháng thể Santhones trong trái măng cụt có khả năng diệt khuẩn. Do đó khi ăn hoặc súc miệng bằng nước măng cụt sẽ làm giảm hơi thở hôi trong miệng. Giữ cân bằng trong dạ dày. Một trong những hậu quả của sự lão hóa là suy giảm tự nhiên chất axit trong dạ dày, dẫn đến sự tăng vi khuẩn trong dạ dày và gây ra chứng tiêu chảy, đau quặn bụng, ở hơi và không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng. Kháng thể Santhones trong trái măng cụt đã chứng tỏ khả năng tiêu diệt sự sinh sôi quá độ của vi khuẩn để cải thiện và tái lập sự cân bằng trong dạ dày. Làm dịu chứng hen suyễn. Măng cụt chính là một lựa chọn lý tưởng vì nó có khả năng chống nhiễm trùng, ngăn chứng viêm và giảm thiểu dị ứng khởi phát một cách tự nhiên. Chống và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Chứng viêm kinh niên là một trong những căn nguyên hàng đầu dẫn đến bệnh tiểu đường tiếp 2. Măng cụt là loại trái cây tự nhiên có khả năng chống viêm nên có thể giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh này. Cộng với khả năng làm giảm và điều hòa lượng đường trong máu, tăng sinh lực và làm giảm nhu cầu thuốc men, măng cụt có thể là giải pháp cho bệnh tiểu đường. Có lợi cho hệ thống thần kinh. Hiện tượng lão hóa đối với não bộ là một nguyên nhân chính yếu của các bệnh lý thần kinh, đãng trí, tay chân run lẩy bẩy và những bệnh khác có liên quan đến trung khu thần kinh. Măng cụt là một trong những thực phẩm hữu hiệu nhất để chống lão hóa, cho nên nó có tác dụng lớn trong việc phòng ngừa sự thoái hóa của thần kinh. Giúp hưng phấn tinh thần. Trong trái măng cụt có tryptophan, chất này có liên hệ trực tiếp với serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có liên hệ mật thiết với giấc ngủ, tâm trạng vui buồn và khẩu vị. Do đó, ăn măng cụt giúp tạo ra cảm giác thư thái, hưng phấn tinh thần. Cải thiện làn da. Các chứng bệnh ngoài da như chàm, eczema, viêm da, mụn trứng cá, vẩy nến và chứng ngứa thường được điều trị bằng steroid và các loại kem chống nấm. Sử dụng nước măng cụt bôi rửa ngay trên vùng da đang bị tổn thương có thể làm giảm các chứng bệnh ngoài da kể trên và không sợ bị phản ứng phụ như khi sử dụng dược phẩm. Giảm cholesterol. Khi cholesterol xấu bị lão hóa sẽ sinh ra những mảng bám trong mạch máu. Các công trình nghiên cứu cho thấy kháng thể Santhones trong măng cụt có tác dụng làm giảm tác dụng gây lão hóa của cholesterol xấu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám nguy hiểm. Chọn mua măng cụt. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy có hai loại măng cụt. Một loại có vỏ màu tím thẫm, một loại vỏ có màu rám nâu. Khi chọn măng cụt, loại có vỏ màu rám nâu sẽ ngọt hơn. Khi chọn măng cụt cần chú ý 3 điểm. Vỏ: cần chọn trái có vỏ mềm đều, không chọn trái có vỏ cứng và quá sần sùi, hay vỏ bị mềm do giật. Ngoài vỏ chai cứng chỗ nào thì trong ruột nó cũng bị hỏng ngay chỗ ấy. Cuốn và hoa thị: nên chọn loại trái có cuống tươi, không bị héo úa và thâm đen. Các cánh xung quanh cuống tươi xanh, không bị khô quắt và đổi màu. Hoa thị là phần những cánh hoa nằm ở phần dưới trái. Các hoa thị thường chia không đều nhau và có bao nhiêu hoa thị thì trái măng cụt có bấy nhiêu muối. Nên lựa trái có nhiều hoa thị, hoa nhiều thì muối sẽ nhiều và ít hạt hơn. Trái nhỏ, tròn đều. Theo kinh nghiệm, bạn nên lựa những trái măng cụt nhỏ vừa, đừng nên chọn trái quá to. Cầm chắc tay, ấn nhẹ vào vỏ thấy vừa mềm không cứng. Xoay tròn trái thấy tròn đều không bị vẹo. Trái măng cụt đó là trái ngon. Trái hồng. Hồng là một loại trái cây được rất nhiều người ưa thích. Không những ngon, ngọt mà còn mang đến cho chúng ta những ích lợi về sức khỏe, vẻ đẹp mà ít ai biết. Loại hồng giòn màu vàng, trái có hình hơi vuông, thường ăn lúc còn tươi chưa chín mềm. Loại hồng mềm hay hồng đỏ chỉ nên ăn khi trái đã chín mềm như trái cà chua. Hồng còn được sử dụng làm bánh kẹo, mứt, kem, tráng miệng
hoặc chế biến thành lát mỏng dùng chung trong món salad trộn kem sữa chua. Đặc biệt trái hồng chín chứa nhiều chất xơ gấp 2 lần so với các trái cây khác. Hồng giàu chất chống oxy hóa, nhiều nước, vitamin C, vitamin A, protein và là nguồn cung cấp chất sắt, canxi, magie tuyệt vời. Trái hồng có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tốt cho hệ tiêu hóa. Hồng là loại trái cây rất tốt khi bạn đang ăn kiêng. Vị ngọt của nó chế ngự cơn đói mà vẫn không có nhiều calories. Bởi vậy, các nhà dinh dưỡng khuyên những người thừa cân nên bổ sung hồng vào khẩu phần ăn của mình. Trái hồng còn dùng để chữa rối loạn tiêu hóa nhờ chất keo pectin tự nhiên trong thịt trái. Ngoài ra, hồng còn là liều thuốc truyền thống trị các bệnh về dạ dày. Ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Trái hồng chứa nhiều đường, hầu hết là đường glucose và fructose, giúp các mạch máu lưu thông, làm khỏe các cơ tim mà vẫn duy trì được lượng đường máu ở mức bình thường. Ngừa bệnh ung thư. Vì hồng có hàm lượng beta-carotene cao, các hợp chất như sibutol và acid betulinic được nghiên cứu có tác dụng kháng ung thư. Chống lão hóa. Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản đã chứng minh tác dụng chống lão hóa của hồng nhờ nhóm hợp chất proanthocyanidin có nhiều trong lớp vỏ, giúp bảo vệ tế bào không bị oxy hóa, củng cố thị lực. Như một mỹ phẩm làm đẹp da. Vì chứa nhiều vitamin C, A, chất sắt giúp da hồng hào và duy trì thành phần đúng của máu, cải thiện sức khỏe làn da và tóc. Giải rượu và chống say rượu. Tannin trong trái hồng thúc đẩy quá trình tiêu hóa của cơ thể, tăng tốc độ giải rượu. Đồng thời, vitamin C phong phú trong trái hồng có tác dụng bảo vệ gan, làm gan hoạt động hiệu quả hơn. Nếu ăn 2 trái hồng sau khi uống rượu, ngày hôm sau chúng ta sẽ không bị đau đầu. Cách chọn trái hồng. Khi chín, cầm mềm tay thì trái hồng mới hết vị chát, nhiều nước hơn và vị mát. Khi mùa hồng về, bạn phải cẩn thận để không làm dập và xước phần vỏ. Khi hồng đã chín thì nên cho vào tủ lạnh, để lạnh cũng là một cách để loại bỏ chất chát trong trái. Lưu ý khi ăn hồng. Không nên ăn trái hồng khi bụng đói. Hồng có chất tannin, gọi là mủ, một chất trong vỏ trái cây, và chất pectin, hóa chất trong trái cây. Hai chất này cùng với axit dạ dày sẽ kết hợp lại tạo ra một hợp chất mà cơ thể không thể tiêu hóa. Nên gọt vỏ. Không nên ăn luôn vỏ vì trong vỏ chứa nhiều chất tannin đã nói trên. Không ăn tráng miệng trái hồng sau khi ăn hải sản hoặc thực phẩm có protein cao. Theo đông y, trái hồng và hải sản thuộc hàng âm khí, ăn vào dễ lạnh bụng dẫn đến đau bụng. Người bệnh tiểu đường không nên ăn trái hồng. Độ đường trái hồng cao 10,8% mà là loại đường có hại. Sucrose, fructose, glucose. Tuy glucose rất cần thiết cho tế bào, do đó, những người tiểu đường ăn vào sẽ bị tăng đường trong máu. Nhớ đánh răng súc miệng sau khi ăn hồng. Lý do cũng là chất tannin nơi các mảnh hồng nhỏ còn dính lại kẽ răng sẽ làm sâu răng, răng xỉn màu.